Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 79. Ta biết rồi. Lão Mạc gật đầu và nói. Rất nhanh, 5 người đã biến mất. Trong núi sâu, bên ngoài Vân Hải Thành, Dương Diệp ngồi ở trên một tảng đá lớn, ở trước mặt hắn là thi thể của Lý Nguyên. Sau khi chạy trốn, hắn không lập tức trở về Nam Giới mà tới trong núi sâu này. Mục đích của hắn dĩ nhiên là muốn luyện Lý Nguyên thành kiếm nô. Lý Nguyên không thể xem như là thánh giả thật sự, nhưng nếu như trực tiếp một đầu một, hắn vẫn không đánh nổi. Bất kể là ý thức chiến đấu hay vận dụng lực lượng không gian cùng với lực lượng khác, hắn đều thua xa. Dương Diệp vẫn rất lý trí khi đánh giá về thực lực của mình. Hắn không cho rằng mình giết được Lý Nguyên thì có thể đối đầu với thánh giả. Tự tin thì được, nhưng tự phụ chính là tự tìm đường chết. Sở dĩ Lý Nguyên chết cũng bởi vì ngay từ đầu hắn đã không coi trọng thực lực của Dương Diệp, trong đầu vẫn còn có ý nghĩ tất cả tồn tại dưới thánh giả chỉ là con kiến hôi. Chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên hắn mới nhiều lần bị Dương Diệp đánh lén thành công. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn đã nghiêm túc đấu với Dương Diệp, xem Dương Diệp là kẻ địch mạnh, Dương Diệp gần như không có khả năng giết được hắn. Phải nói Dương Diệp không thể đuổi giết hắn, mà là hắn truy sát Dương Diệp. Thật ra có rất nhiều người không thua ở trên tay đối thủ, mà thua ở trên tay của mình. Lần này chế luyện kiếm nô tuyệt đối không thuận lợi giống như trước đây, bởi vì thực lực của bản thân Lý Nguyên quá mức mạnh mẽ, đặc biệt lực lượng thần hồn của hắn đã vượt xa thực lực của Dương Diệp bây giờ. Nhưng rất may là lực lượng thần hồn bây giờ là trạng thái vô thức, không ai điều khiển nó. Bởi vậy, Dương Diệp chỉ cần phải tốn thêm một ít thời gian là được. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau. Phù. Dương Diệp thu tay về và thở hắt ra một hơi. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch và đầy mồ hôi. 3 ngày qua, hắn thiếu chút nữa thì không kiên trì nổi, chuyện này thật sự tiêu hao quá nhiều lực lượng thần hồn của hắn. Tuy nhiên, vì nhận được một thủ hạ siêu cấp, hắn vẫn phải cắn răng kiên trì. Ra mắt chủ nhân. Lý Nguyên quỳ một gối ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, lúc này Lý Nguyên không thể tính là thánh giả thật sự. Nhưng khí tức của hắn lại là khí tức thánh giả, vào thời điểm quan trọng không chừng có thể hù dọa được thánh giả. Không biết thanh xà kia có trở thành thánh giả không? Ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía chân trời, khẽ nói. Trước đây, sở dĩ hắn lấy ra tử tinh thạch tới giúp thanh xà thành thánh, là bởi vì hắn phát hiện thanh châu này có thể sắp đại loạn. Trong thời loạn thế, có nhiều thánh giả làm bằng hữu sẽ có thêm một phần bảo đảm. Dương Diệp lại nhìn về phía bắc, nếu như hắn không đoán sai. Lúc này An Nam Tĩnh chắc hẳn đang ở Vân Tiêu Thánh Điện. Hắn có nên gặp hay không? Sau một lát do dự, Dương Diệp lắc đầu, cơ thể lao nhanh về phía Nam. Bây giờ đi gặp An Nam Tĩnh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Bởi vì hắn căn bản không có khả năng cứu được An Nam Tĩnh, còn có thể sẽ kéo mình vào trong. Bây giờ, việc quan trọng nhất của hắn là cố gắng hết sức nâng cao thực lực chính mình. Hơn nữa, trước mắt còn có một việc đang chờ hắn đi làm. Đó chính là nghĩ biện pháp chữa trị đan điền cho Lục Uyển Nhi. Một khắc sau khi Dương Diệp rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp vốn đứng. Lại tới muộn rồi. Nữ tử kia vừa dứt lời, người đã phân giải ra cho đến khi biến mất. Chấm. Vân Hải Thành. Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng ở trên không trung của Vân Hải Thành. Tiếp theo, có rất nhiều linh khí giống như giọt mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, trên không trung cũng truyền đến một tiếng sói tru. Trong không trung của Thiên Lang Sơn Mạch cũng có vô số linh khí rơi xuống. Thánh giả chết. Rất nhiều huyền giả cùng yêu thú hoảng sợ nhìn về phía chân trời đỏ như máu kia. Từ khi Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải giao chiến tới nay, hai bên đã có hai thánh giả chết đi. Bất kể là người hay là yêu thú đều hoảng sợ. Ngay cả thánh giả cũng chết nữa là bọn họ. Bên phía yêu thú còn tốt. Bởi vì tính kỷ luật của bọn họ rất mạnh, bởi vậy cho dù trong lòng bất an nhưng tuyệt đối không xảy ra rối loạn gì. Nhưng bên Vân Hải Thành đã trở nên hỗn loạn, bởi vì một số người bắt đầu chạy trốn. Ngay lúc đầu chỉ có một ít, nhưng cuối cùng, càng lúc càng có nhiều người muốn rời khỏi Vân Hải Thành. Tại cửa chính của Vân Hải Thành, gần 100 vạn huyền giả tập trung ở trước cửa thành, hơn nữa càng lúc càng nhiều người chạy về phía cửa thành. Trong này, phần lớn đều là huyền giả cảnh giới tôn giả trở lên. Bởi vì cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng vượt qua dãy núi của yêu thú, rời xa khu vực này. Mà ở trước mặt của bọn họ, là Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi,
còn có Thương Thanh Ảnh và huyền giả của Thư viện Vân Hải. Các vị không thể ở lại cùng chia hoạn nạn với Vân Hải thành sao? Ngọc Vô Song liếc mắt nhìn mọi người, nói. Một người trung niên trong đám người nói. Ngọc cô nương, chúng ta xem như đã nhìn ra, yêu thú này căn bản không chỉ đơn giản công thành, mà muốn không chết không dừng cùng Thư viện Vân Hải. Ngọc cô nương, nói thật, cho dù chúng ta muốn nội đan của yêu thú, nhưng với tình huống bây giờ, ta nghĩ cho dù chúng ta có mạng kiếm được nội đan của yêu thú, cũng sẽ không có mạng để tiêu. Cho nên vẫn mong Ngọc cô nương mở cửa thành ra, cho chúng ta một con đường sống. Bên ngoài chính là đại quân yêu thú, các ngươi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết thôi. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Người trung niên nói. Chúng ta ra ngoài không phải liều mạng cùng bọn họ, mà muốn rời khỏi đây thôi. Ta nghĩ bọn họ chỉ ước gì chúng ta làm như thế. Nếu như ta không cho các ngươi đi thì sao? Ngọc Vô Song đột nhiên nói. Nam tử trung niên nhìn thẳng Ngọc Vô Song, nói. Vô Song tiểu thư, chúng ta không muốn liều chết cùng yêu thú, đồng thời chúng ta càng không muốn đối địch với các ngươi. Chúng ta chỉ muốn sống. Cho nên, mong Vô Song tiểu thư giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng ta một con đường sống. Vẻ mặt Ngọc Vô Song có chút khó coi, bởi vì phần lớn những người trước mắt này đều là tinh anh bên trong Vân Hải Thành, mà một khi bọn họ rời đi chính là đả kích chí mạng đối với Vân Hải Thành. Nhưng không thả bọn họ đi, những người này nhất định sẽ làm ra hành động gì đó quá khích, khi đó yêu thú còn chưa đánh tới, Vân Hải Thành đã rối loạn trước. Để bọn họ đi đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Nghe được tiếng nói này, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi hơi ngẩn người ra. Hai nàng lập tức không để ý tới những người xung quanh, cơ thể thoáng di chuyển, lao vọt về phía nơi âm thanh phát ra. Dương Diệp vừa dứt lời. Còn chuẩn bị nói gì đó, lúc này, hai thân thể mềm mại đã áp sát trong lòng hắn. Cầu xin ngươi, lần sau đừng làm loại chuyện ngu này nữa. Không biết là ai trong lòng Dương Diệp run rẩy nói một câu. Dương Diệp, có người tìm ngươi rất lâu rồi. Một, nghe được câu này, trong lòng Dương Diệp bối rối. Đương nhiên, phần nhiều chính là cảm động. Nhìn cơ thể hai nàng run lên, Dương Diệp biết trong khoảng thời gian hẳn ra ngoài. Nhất định là một sự giày vò đôi với hai nàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, ôm thật chặt hai nàng, nói. Sau này ta sẽ cố gắng không làm việc kích động, không vì chuyện gì khác, chỉ vì để các nàng bớt phải chờ đợi lo lắng. Chính là người nói đấy nhé. Ngọc Vô Song đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Được, chúng ta đừng làm cho người ta chê cười nữa. Nghe vậy. Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi vội vàng rời khỏi vòng tay của Dương Diệp. Vừa rồi quá kích động, hai nàng tự nhiên quên mất xung quanh còn có nhiều người như vậy. Hai nàng lập tức lấy lại tinh thần, mặt thoáng đỏ lên. Ngươi đã về rồi. Thương Thanh Ảnh đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Các nàng quả thật rất lo lắng cho ngươi đấy. Dương Diệp nói. Ta biết, ta không dám cam đoan sau này không làm cho các nàng lo lắng, nhưng... ta sẽ cố gắng làm cho các nàng bớt lo lắng. Thương Thanh Ảnh khẽ gật đầu, nói. Bây giờ, ngươi xử lý chuyện ở đây đi. Nói xong, nàng tránh qua một bên. Ánh mắt đám người từ phía xa nhìn lại, thấy Dương Diệp, bọn họ đều biến sắc. So với thánh giả của Thư viện Vân Hải, thật ra bọn họ càng sợ Dương Diệp hơn. Thánh giả của Thư viện Vân Hải ít nhất còn nói đạo lý, nhưng có đôi khi Dương Diệp căn bản không nói đạo lý, còn thích ra bài không theo lẽ thường. Có thể nói, mọi người đều sợ hãi Dương Diệp. Này người trung niên dẫn đầu do dự một lúc, sau đó nói. Dương giáo viên, chúng chỉ muốn ra khỏi thành, hoàn toàn không ác ý với Thư viện Vân Hải cùng đám người Vô Song tiểu thư. Dương Diệp gật đầu và nói. Ta biết các ngươi không có ác ý, nếu như các ngươi có, bây giờ chúng ta đã không cần phải nói chuyện nữa rồi. Nói đến đây, Dương Diệp liếc nhìn đám người nam tử trung niên, nói. Mọi người không muốn ở đây liều mạng cùng yêu thú, ta hiểu. Dù sao phần lớn các ngươi không phải là người Thư viện Vân Hải, hơn nữa các ngươi cùng yêu thú lại không thù không oán, cho dù là ta cũng sẽ không ở lại. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử trung niên và đám người phía sau lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Các ngươi muốn rời khỏi, ta không ngăn cản các ngươi. Ta muốn nói là cửa lớn của Vân Hải Thành sẽ lập tức mở rộng cho các ngươi muốn đi lúc nào cũng được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy,
Đám người trung niên đầy kinh ngạc, ngay cả đám người Ngọc Vô Song cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không ngờ Dương Diệp sẽ nói như vậy. Dương Diệp nói, các ngươi không nợ Dương Diệp ta, càng không nợ Thư viện Vân Hải. Nghiêm khắc mà nói, Thư viện Vân Hải chúng ta còn nợ các ngươi. Bởi vì nếu như không có các ngươi, Vân Hải Thành chắc chắn đã bị phá từ lâu. Ta hứa một câu, chỉ cần Vân Hải Thành còn, các ngươi muốn trở về, cửa lớn của Vân Hải Thành vĩnh viễn mở rộng cho các ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp xoay người quát. Mở cửa thành. Tất nhiên không có người nào dám chống lại, rất nhanh, cửa thành đã chậm rãi mở ra. Nhưng tất cả mọi người ở đó lại không có người nào đi. Qua một lúc lâu, người trung niên dẫn đầu đột nhiên thi lễ với Dương Diệp, nói. Dương giáo viên, sau này còn gặp lại. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, lao ra khỏi cửa thành. Người trung niên đi rồi, trong đám người phía sau hắn cũng bắt đầu có người bay ra khỏi cửa thành. Không đến nửa canh giờ, cửa thành chỉ còn lại không tới mấy vạn huyền giả. Trong đó, phần lớn đều là cảnh giới hoàng giả, hơn nữa còn có cường giả bán thánh. Các vị không đi sao? Dương Diệp nói. Lúc này, một lão giả bán thánh đột nhiên đi ra, nói. Ta vốn dự định đi, nhưng bây giờ không muốn đi nữa. Ra ngoài, cũng là cửu tử nhất sinh, dù sao ở trong mấy chục vạn dặm đều là yêu thú chiếm lĩnh. Trốn thì có thể trốn đi đâu? Trước đó sở dĩ ta muốn đi, bởi vì ra ngoài là cửu tử nhất sinh, nhưng ở Vân Hải Thành này, lão phu cảm thấy chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ nhìn thấy Dương giáo viên, lão phu cảm thấy có Dương giáo viên ở đây, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ lớn hơn, ít nhất là 3-4 phần. Ta cũng cảm thấy như vậy. Một lão giả áo bào đen đứng dậy, nói. Nam giới lại sắp đại loạn, đây là tai họa lớn đối với huyền giả nhân loại chúng ta, nhưng cũng là một kỳ ngộ. Lão phu ta đã sắp hết tuổi thọ, cho dù chạy cũng không sống được bao lâu, còn không bằng ở đây liều mạng, không chừng có thể đột phá. Dương Diệp khẽ gật đầu, nhìn về phía đám người sau lưng bọn họ, nói. Các ngươi thì sao? Chúng ta muốn liều mạng cùng Dương giáo viên. Một người thanh niên nói. Giống như vị tiền bối này vừa nói, đây là một tai họa nhưng cũng là một kỳ ngộ. Ở lại cùng tiến cùng lùi với Thư viện Vân Hải. Ta tin tưởng sau này thư viện định sẽ không bạc đãi chúng ta. Hơn nữa, ở chỗ này chiến đấu cùng yêu thú, chúng ta không chỉ có thể rèn luyện, còn có thể có được nội đan của yêu thú, cho nên chúng ta muốn liều mạng một lần. Người thanh niên nói xong, người xung quanh hắn lập tức vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, nói. Ta đại biểu Thư viện Vân Hải hứa với mọi người, nội đan của yêu thú giết được, Thư viện Vân Hải không lấy một viên. Tất cả đều chia cho các vị. Không chỉ có vậy, từ giờ trở đi, nơi tu luyện trong Thư viện Vân Hải ở Vân Hải Thành đều mở ra miễn phí, chỉ cần là người bên trong Vân Hải Thành đều có thể đi tu luyện trận của Thư viện Vân Hải tu luyện. Đồng thời, Thư viện Vân Hải ta sẽ phái cường giả chỉ điểm tu vi cho các vị, các người có bất cứ vấn đề gì trên phương diện tu luyện đều có thể tìm kiếm cường giả của Thư viện Vân Hải ta hỏi thăm. Nói đến đây, Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói. Ngoài việc đó ra, ta thay thư viện hứa với các vị một việc. Nếu như các vị có một người nào bất chắc, con cháu của các ngươi sẽ do Thư viện Vân Hải ta tới chăm sóc cùng bồi dưỡng. Chỉ cần bọn họ ở Vân Hải Thành một ngày, sẽ được Thư viện Vân Hải ta đời 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 che chở. Dương giáo viên, lời ấy là thật sao? Lão già bán thánh trước mặt Dương Diệp có chút kích động nói. Phần lớn bọn họ đều là tán tu, bởi vậy đặc biệt hiểu rõ nỗi đau khi làm tán tu. Không có tài nguyên tu luyện, không có ai che chở, khi gặp phải đệ tử tông môn có thế lực thì chỉ có thể chịu bị bắt nạt. Có thể nói tán tu sống không dễ dàng gì. Đương nhiên, không phải bọn họ không muốn gia nhập, mà phần lớn bọn họ trở thành vì tán tu, đều bởi vì tư chất kém, không có thể lực nào bằng lòng tu, bởi vậy mới trở thành tán tu. Mà bây giờ, Dương Diệp hứa hẹn như vậy có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là sau này Thư viện Vân Hải sẽ bảo vệ con cháu của bọn họ. Bảo vệ đấy. Có thánh giả bảo vệ, hơn nữa còn có thể được Thư viện Vân Hải bồi dưỡng. Với tất cả mọi người, điều này tuyệt đối là một cám dỗ không có cách nào từ chối. Dương Diệp nói. Ta nói được thì làm được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người ở đó lập tức sôi trào, vô số người kích động, hưng phấn, vui tới phát điên. Chúng ta bằng lòng cùng sống chết với Thư viện Vân Hải. Cùng sống chết. Cùng sống chết. Rất nhanh,
Hứa hẹn của Dương Diệp đã truyền khắp tất cả Vân Hải Thành, trong phút chốc, tất cả Vân Hải Thành sôi trào. Giờ phút này, bọn họ thật sự cam tâm tình nguyện ở lại giữ thành, cũng vào giờ phút này, bọn họ thật sự cho rằng Vân Hải Thành là ngôi nhà của mình trong tương lai. Chấm. Vân Hải Lâu. Trong gian phòng Dương Diệp, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi ngồi ở trước mặt hắn, hai nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp có phần không được tự nhiên mỉm cười, nói. Trên mặt ta có hoa sao? Các nàng cứ nhìn ta như vậy làm gì? Lý Nguyên thật sự bị ngươi giết rồi sao? Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó vung tay phải lên, Lý Nguyên đã biến thành kiếm nô xuất hiện ở bên trong gian phòng. Nhìn thấy kiếm nô Lý Nguyên, hai nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Các nàng không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên thật sự giết được một thánh giả. Đây là thánh giả, Dương Diệp mới là bán thánh thôi. Đám người thương viện trưởng còn chưa chiến đấu xong sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngọc Vô Song biết Dương Diệp có ý gì, lập tức liếc nhìn Lục Uyển Nhi, nói. Ta kiểm tra kho sách của Thư viện Vân Hải, biết có một loại phương pháp có thể tạo ra đan điền. Là gì vậy? Dương Diệp vội vàng hỏi. Lục Uyển Nhi cũng nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song im lặng rất lâu, nói. Có một vật tên là quả tạo hóa, nghe đồn trái cây này có công năng tạo hóa, cụ thể có công năng tạo hóa thế nào thì ta không biết, ta chỉ biết một điều, đó chính là người nuốt nó vào, nó có thể chứa huyền khí cũng tương đương với đan điền. Hơn nữa, nghe đồn nó càng kinh khủng hơn đan điền của nhân loại, bởi vì nó gần như có thể chứa đựng huyền khí vô hạn, đồng thời còn có thể trưởng thành. Bởi vậy, cho dù là một ít thánh giả cũng muốn nhận được loại trái này, để nó tới thay đan điền của mình. Quả tạo hóa. Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó nói. Ở đâu có vật này? Thanh Châu này có. Ngọc Vô Song nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp nhìn Ngọc Vô Song, ra hiệu nàng nói tiếp. Ngọc Vô Song liếc nhìn vẻ mặt Lục Uyển Nhi có chút kích động, do dự một lúc, sau đó tiếp tục nói. Cách đây mấy trăm vạn dặm có một biển tên là biển Ái Cầm vô biên vô hạn. Trên đó có một đảo tên là đảo Bồng Lai. Trên đảo có một cái cây tên cây tạo hóa mọc ra quả tạo hóa này. Có nguy hiểm đúng không? Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, nói. Biển Ái Cầm chính là địa bàn của nữ vương Tu La, một trong 12 yêu vương của Thanh Châu. Nói đến đây, Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói. Đồng thời, nàng cũng là một yêu vương có thực lực mạnh nhất trong 12 yêu vương ở Thanh Châu. Nghe đồn bởi vì tỷ tỷ nàng bị nhân loại lừa gạt, hại cho chết thảm, cho nên nàng xem nhân loại như kẻ thù, bất kỳ nhân loại nào dám cả gan một mình bước vào biển Ái Cầm sẽ lập tức bị nàng giết chết. Đã từng có một vị thánh giả muốn quả tạo hóa nên đi tới biển Ái Cầm, sau đó hắn cũng không đi ra nữa. Nói đến đây, Ngọc Vô Song đột nhiên nắm tay của Dương Diệp, nói. Cho nên ta nói cho ngươi những điều này là bởi vì ta muốn nói cho ngươi biết, Uyển Nhi tỷ tỷ vẫn có hy vọng. Nhưng đồng thời ta cũng muốn cho ngươi biết, chuyện này chúng ta không thể sốt ruột được, ngươi càng không thể hành sự kích động, hiểu chưa? Lục Uyển Nhi đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói. Hứa với ta, ngươi đừng kích động, nếu không ta tình nguyện chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nắm tay hai nàng và cười nói. Yên tâm, ta không phải là loại người không có đầu óc. Ngọc Vô Song đang muốn nói gì, Thương Thanh Ảnh đột nhiên đi vào phòng. Nàng liếc nhìn Dương Diệp với vẻ cổ quái, nói. Dương Diệp, ngoài thành có một nữ nhân tìm ngươi, nàng nói nàng là bằng hữu của ngươi, hơn nữa còn tìm ngươi rất lâu. Nữ tử. Nghe vậy, lúc Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt có chút không tốt. Dương Diệp lại sửng sốt, có nữ nhân tìm hắn, còn là hắn bằng hữu, hơn nữa còn tìm hắn rất lâu. Là ai vậy? Yên nữ vào thành, một. Nàng có nói nàng tên gì không? Dương Diệp hỏi. Thương Thanh Ảnh khẽ lắc đầu, nói. Nàng chưa nói, nàng chỉ nói nàng tìm người rất lâu. Ta nhìn bộ dạng của nàng không giống như đang nói dối. Nói đến đây, Thương Thanh Ảnh do dự một lúc, nói. Dương Diệp, ta nhìn nàng yếu đuối, rất đáng thương, nếu như người đã làm gì người ta thì phải chịu trách nhiệm, nếu không ta sẽ khinh thường ngươi. Nói xong. Thương Thanh Ảnh xoay người đi ra ngoài. Dương Diệp. Nghị lực của ngươi cũng không nhỏ đâu.
Lục Uyển Nhi đột nhiên liếc nhìn Dương Diệp, nói. Chắc chắn không nhỏ, nếu không người ta làm sao có thể tìm hắn lâu như vậy chứ? Ngọc Vô Song cũng đột nhiên nói một câu. Dương Diệp cười gượng, nói. Hai người đứng nói với giọng điệu khó chịu như vậy chứ? Để ta đi ra xem thử chuyện gì xảy ra. Nói xong, Dương Diệp đứng dậy và đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi chi. Bởi vì mọi thứ trong tầm mắt của hắn đột nhiên vặn vẹo. Cảnh tượng biến đổi, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở một thế giới tối tăm. Ở trước mặt hắn là Thương Vân Tịch, ở bên cạnh Thương Vân Tịch còn có bốn lão già. Mà lúc này, Dương Diệp không nhìn thấy lão già áo bào trắng thường đi cùng với Trác giáo viên nữa. Mà lúc này, khí tức năm người Thương Vân Tịch đều không ổn định, vẻ mặt tái nhợt khác thường. Cảm ơn. Thương Vân Tịch bỗng nhiên nói. Dương Diệp không hiểu. Thương Vân Tịch nói. Cảm ơn ngươi ở lại Vân Hải Thành, không thể không nói, nếu như không có ngươi, Vân Hải Thành chắc chắn đã sớm không bảo vệ nổi. Tiểu tử, mấy lão già chúng ta không phải là loại người vô tâm. Ân tình của ngươi, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu tiền bối thật sự cảm thấy vậy thì có thể đưa thêm cho ta vài quyển huyền kỹ thần giai nữa là được. Dương Diệp nói. Thương Vân Tịch cười mắng. Con người ngươi đấy, ngươi cho rằng huyền kỹ thần giai là bắp cải à? Ngươi cũng biết, cho dù là thư viện Vân Hải chúng ta cũng chỉ có 5 quyển huyền kỹ thần giai. Ba loại còn lại không phải không cho ngươi, mà nó chỉ phù hợp cho nữ tử cùng người có thể chất đặc biệt tu luyện, cho ngươi cũng vô dụng. Không có huyền kỹ cũng không sao. Vậy từ tinh thạch, vật phẩm quý giá như huyền bảo thần giai gì đó, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Dương Diệp nghiêm túc nói. Khóe miệng của 5 người khẽ giật, có kích động muốn hành hung Dương Diệp. Thương Vân Tịch nói. Không nói những chuyện này nữa, lần này chúng ta tìm ngươi tới là có chuyện muốn nhờ ngươi làm. Có lợi ích gì không? Dương Diệp nói. Vẻ mặt Thương Vân Tịch có chút khó coi, mà lúc này, Dương Diệp lại nói. Nói đùa thôi, lúc này nói như thế nào chúng ta cũng ở trên cùng một con thuyền. Nếu thật sự không bảo vệ nổi thư viện Vân Hải, ta cũng không có lợi ích gì, hơn nữa còn có hại. Cho nên, nếu như tiền bối có việc gì cần ta làm, chỉ cần có đủ khả năng, ta sẽ không từ chối. Sao đổ làm gì có chứng lành, Dương Diệp vẫn hiểu rõ đạo lý này. Nếu như thư viện Vân Hải tiêu đời, cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn chắc chắn sẽ không ngăn cản được Vân Tiêu Thánh Điện cùng yêu tộc. Khi đó, đừng nói đi cứu An Nam Tĩnh, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt 5 người Thương Vân Tịch nhìn hắn cũng ôn hòa hơn rất nhiều, trong lòng cũng có phần cảm kích. Thương Vân Tịch nói, tiểu tử, ta hứa với ngươi, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Thư viện Vân Hải ta. Dương Diệp mỉm cười, nói, tiền bối vẫn nên nói luôn xem muốn ta làm gì, nếu không hóa giải được nguy cơ lần này. Tất cả những cái khác cũng chỉ là mây bay. Thương Vân Tịch khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Chắc ngươi cũng thấy rõ thế cục bây giờ. Bên phía Vân Hải Thành chúng ta yếu hơn bên phía Thiên Lang tộc, Mãng tộc, cùng với Kim Cương Viên tộc liên thủ. Sau lưng bọn họ còn có một Vân Tiêu Thánh Điện. Theo tin tức ta nhận được, lần này Vân Tiêu Thánh Điện sẽ phái 2 thánh giả tới. Không chỉ có vậy, còn có thể có tinh anh của Vân Tiêu Thánh Điện. Có thể nói. Chúng ta đã thật sự đến thời điểm quyết chiến rồi. Nếu thêm cường giả Vân Tiêu Thánh Điện đến, lấy thực lực của chúng ta bây giờ nhất định là tiêu đời. Tiền bối đã có kế sách đối phó, đúng không? Dương Diệp nói. Thương Vân Tịch khẽ gật đầu, nói. Chúng ta cần mời viện binh. Tìm ai tới giúp được? Dương Diệp hỏi. Hùng tộc. Thương Vân Tịch nói. Yêu thú à? Dương Diệp nhíu mày. Bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta đối phó với yêu thú sao? Vân Tiêu Thánh Điện đều sẽ giúp đỡ yêu tộc đối phó với nhân loại, sao yêu thú không thể giúp chúng ta đối phó yêu thú được? Thương Vân Tịch nói. Cũng đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Tiền bối đã nói chuyện trước với Hùng Vương Hùng tộc rồi sao? Không. Thương Vân Tịch lắc đầu, nói. Ta và hắn không quen. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, nói. Vậy ý của tiền bối là gì? Thương Vân Tịch nói. Đây chính là nguyên nhân ta tìm ngươi tới, ta hy vọng ngươi đi thuyết phục Hùng tộc tới giúp chúng ta. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Ý của tiền bối là các ngươi và Hùng tộc thánh giả không quen, sau đó bảo ta đi thuyết phục Hùng tộc phái cường giả tới giúp chúng ta đối địch.
Có phải là ý này không? Thương Vân Tịch khẽ gật đầu. Đừng có nói đùa chứ. Dương Diệp nói. Các ngươi và Hùng tộc không quen, ta và bọn họ lại càng không quen. Thương Vân Tịch thoáng động cổ tay, ở trong tay hắn xuất hiện một cái răng nanh màu đen, nói. Năm đó khi ta mới tới Thanh Châu đã vô tình giúp Hùng Vương đời trước của Hùng tộc một chuyện nhỏ. Sau đó hắn đưa vật này lại cho ta, nói nợ ta một ân tình. Cho nên lần này ngươi đi chính là bảo bọn họ tới trả nhân tình. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp thả lỏng, nói. Nhân tình này có lớn không? Vẻ mặt Thương Vân Tịch có chút không được tự nhiên, nhưng chẳng bao lâu lại khôi phục bình thường, nói. Vẫn tạm được, dù sao bảo bọn họ điều động một hai thánh giả tới giúp một lát, hẳn không có vấn đề quá lớn. Dương Diệp nghi ngờ liếc nhìn Thương Vân Tịch, nói. Vậy vì sao tiền bối không đi? Ta đi, nếu chẳng may Thiên Long Vương đột nhiên đánh lén thì làm thế nào? Thương Vân Tịch nói. Mấy lão già chúng ta đều không dám rời khỏi đây. Trong Vân Hải Thành, ngoại trừ chúng ta ra, cũng chỉ có ngươi có thực lực mạnh nhất. Cho nên, chuyện này trừ ngươi ra không còn ai làm được. Dương Diệp suy nghĩ rất lâu, sau đó nói. Đại khái tới bao giờ thì Vân Tiêu Thánh Điện sẽ đến? Thương Vân Tịch nói. Chậm nhất là 3 ngày sau, bởi vì trước đó ta đã phá hủy truyền tống trận của Nam Bắc Thành, muốn chữa trị truyền tống trận này cần ít nhất 3 ngày. Nói cách khác, 3 ngày sau ngươi không mời Hùng tộc tới cứu, vậy cứ chờ nhặt xác cho chúng ta. Dương Diệp nhìn cái răng nanh trong tay, nói. Cái này, chỉ dựa vào cái này, liệu Hùng tộc có chấp nhận không? Ta không dám cam đoan. Thương Vân Tịch nói. Dù sao đây cũng là do Hùng Vương đời trước thiếu nợ, nói chung đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta, dù sao cũng phải thử xem, không phải sao. Dương Diệp trầm ngâm rất lâu. Sau đó khẽ gật đầu, nói. Vậy ta sẽ đi thử xem sao. Nghe vậy, trong lòng đám người Thương Vân Tịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, Thương Vân Tịch nói. Nhớ kỹ, 3 ngày sau ngươi không mời được cứu binh thì đừng trở về nữa. Bởi vì ngươi có về cũng chỉ tìm chết thôi, hiểu không? Ta sẽ cố gắng hết sức. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng nói. Thương Vân Tịch nói. Vậy bây giờ ngươi lên đường đi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, hắn vung tay phải lên, Dương Diệp lập tức biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất, Trác giáo viên bên cạnh Thương Vân Tịch đột nhiên nói. Ngươi hãm hại hắn như thế, liệu có được không? Biểu tình Thương Vân Tịch cứng đờ, sau đó cười gượng lắc đầu, nói. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Cho dù trong lòng tiểu tử Hùng Bá kia còn oán giận ra, nhưng không đến mức ra tay với Dương Diệp. Nhiều lắm thì nhanh chóng cho hắn trở về thôi. Trác giáo viên trầm giọng nói. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy đâu. Nếu như người khác đi còn tốt, nhưng Dương Diệp đi, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thương Vân Tịch khẽ thở dài, nói. Đây cũng chính là nguyên nhân ta bảo hắn đi, nếu để cho người khác đi, chắc hẳn nhìn thấy Hùng Bá đã mềm chân, khỏi phải nói tới viện binh gì đó. Cũng chỉ có Dương Diệp đi mới có thể còn có chút cơ hội. Hy vọng hắn có thể thành công. Hy vọng vậy. Trác giáo viên khẽ thở dài. Chúng ta mau chóng chữa thương thôi. Có lẽ, đây là một lần cuối cùng chúng ta có thể chữa trị. Bên ngoài Vân Hải Thành, Ngọc Vô Song nhìn nữ tử ôm con hồ ly nhỏ trước mặt, quan sát hồi lâu mới hỏi. Ngươi tên gì? Nữ tử do dự một lúc, nói. Bọn họ cũng gọi ta là Yên Nữ. Yên Nữ? Ngọc Vô Song hơi ngẩn người ra, trong mắt có phần kinh ngạc, nói. Cái tên này thật kỳ lạ. Dương Diệp có ở đây không? Yên Nữ khẽ hỏi. Ngươi và hắn có quan hệ thế nào? Ngọc Vô Song nói. Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Yên Nữ im lặng một lát, sau đó nói. Ta tìm hắn rất lâu, thật sự rất lâu rồi, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, ta vẫn không đuổi kịp. Ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu được không? Hắn rất quan trọng với ngươi. Ngọc Vô Song hỏi. Yên Nữ liếc nhìn hồ ly trong lòng, sau đó khẽ gật đầu. Cái người phong lưu này. Ngọc Vô Song lầm bầm một câu, sau đó nhìn về phía Yên Nữ, nói. Bây giờ hắn bị viện trưởng gọi đi làm một nhiệm vụ, 2 ngày nữa sẽ trở về. Như vậy đi, ngươi theo ta về Vân Hải Thành trước, ta an bài cho ngươi một gian phòng, chờ hắn trở về, ta lập tức dẫn hắn tới gặp ngươi, được không? Yên Nữ có chút do dự.
Ngọc Vô Song lại nói. Ngươi yên tâm, ta hiểu rõ con người hắn. Chỉ cần là chuyện hắn đã làm, hắn tuyệt đối sẽ chịu trách nhiệm. Nếu hắn trốn tránh ngươi thì nhất định là do giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó. Chờ hiểu nhầm được hóa giải, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Yên nữ do dự một lúc, nói. Hắn thật sự sẽ quay về đây sao? Ngọc Vô Song nói. Nhất định sẽ về. Yên nữ suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu, nói. Được, vậy ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Ta giới thiệu cho ngươi một người, có lẽ sau này các ngươi còn phải xem nhau là tỉ muội. Nói xong, Ngọc Vô Song xoay người đi về phía cửa thành. Yên nữ liếc nhìn Ngọc Vô Song, sau đó nhẹ nhàng khẽ xoa đầu con hồ ly trong lòng, nói. Ali, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Nói xong, nàng đi theo Ngọc Vô Song bước vào Vân Hải Thành. Thật ra, người quá yếu. 1. Ở Nam Giới có 5 lớn yêu tộc, theo thứ tự là Thiên Lang tộc, Thôn Thiên Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, Hùng tộc, cùng với Tuyết Báo tộc nhiều năm sinh sống ở trong núi tuyết. Trong 5 yêu tộc lớn này, mạnh nhất là Dùng tộc, đặc biệt là Đại Địa Hùng trong Hùng tộc. Nghe đồn, Đại Địa Hùng lĩnh ngộ thiên phú thần thông có thể so sánh với Long tộc trong truyền thuyết. Hùng tộc ở dãy núi Đại Địa cách Vân Hải Thành 200 vạn dặm về phía đông, chiếm 10 đường linh mạch, là yêu tộc giàu có nhất trong cả Nam giới. Một đường kiếm quang lướt qua bầu trời, giống như lưu tinh tiến vào bên ngoài dãy núi Đại Địa. Dương Diệp đứng tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cây to, mọc thẳng về phía bầu trời, che khuất cả chân trời. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp đang muốn đi tới. Lúc này, mặt đất chấn động mạnh, một con gấu đen lao ra khỏi cánh rừng. Con gấu đen không quá lớn, chỉ gấp 2, 3 lần so với người trưởng thành, toàn thân màu đen, trên còn mặt giáp sắt màu đen, móng vuốt dài khoảng chừng 30 cm. Mỗi lần nó chạy đều sẽ làm cho mặt đất chấn động mạnh, đồng thời nứt ra. Sau khi con gấu đen lao ra khỏi rừng rậm thì tăng nhanh tốc độ phóng về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Vèo. Lúc này, Hắc Hùng đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp húc về phía Dương Diệp. Dược Diệp đột nhiên ra quyền. Ầm. Đầu nắm tay của Dương Diệp đánh vào trên đầu của con gấu đen. Con gấu đen lập tức giống như diều đứt dây, bay về phía sau trăm trượng, xê đê uế cùng nặng nề đập xuống mặt đất. Ô! Con gấu đen phát ra một tiếng kêu rên, hai tay ôm lấy đầu không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Dương Diệp đi tới trước mặt si con gấu đen, nhìn thấy vậy thì khóe miệng khẽ giật, người này sao giống như tiểu hài tử vậy. Đứng lên đi! Dương Diệp nói. Con gấu đen không để ý tới Dương Diệp, mà tiếp tục lăn lộn còn vừa kêu rên. Ầm! Dương Diệp đột nhiên giẫm chân phải xuống đất, tất cả mặt đất chấn động mạnh, rất nhiều cây cối xung quanh trực tiếp nổ tung. Nếu còn không đứng dậy, một giẫm này của ta có thể giẫm lên đầu ngươi. Dương Diệp lạnh lùng nói. Lần này con gấu đen không lộn nữa, hắn liên tục lùi lại vài bước, nhìn Dương Diệp với vẻ kiêng kỵ. Sau khi con gấu đen đứng lên, Dương Diệp nhìn thấy rõ ràng, hóa ra trên đầu Hắc Hùng đã sưng lên một bọc lớn. Lần này hắn hiểu rõ, trước đó mình ra tay hơi nặng. Cho dù Hắc Hùng là yêu thú, hơn nữa còn là một con yêu thú hoàng cấp, nhưng cơ thể hắn bây giờ hoàn toàn không yếu hơn Tăng Viên một trong 5 tiểu yêu vương kia. Mà con gấu đen này càng không cần phải nói. Dẫn ta đi gặp Hùng Vương của các ngươi. Dương Diệp nói. Nghe vậy, con gấu đen lườm một cái, sau đó vội vàng lắc đầu. Dương Diệp lắc lắc nắm đấm, nói. Cho ngươi cơ hội nói chuyện, à không đúng, cho ngươi cơ hội gật đầu. Nhìn nắm đấm của Dương Diệp, trong mắt con gấu đen lộ vẻ sợ hãi, hắn chớp chớp mắt, trong phút chốc xoay người nhảy lên và muốn bỏ trốn. Mà lúc này, Dương Diệp đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền nện ở trên đầu hắn. Ầm, con gấu đen lại bay ra ngoài. Lần này, con gấu đen trực tiếp đập xuống mặt đất tạo thành một hố sâu. Một lát sau, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt con gấu đen và nói. Dẫn ta đi gặp Hùng Vương của các ngươi, ta sẽ không đánh ngươi nữa. Nếu không, chúng ta tiếp tục. Trên đầu con gấu đen đã sưng hai bọc lớn, hắn nhìn Dương Diệp với vẻ kiêng kỵ, trong mắt đầy vẻ xoắn xuýt. Mà lúc này, Dương Diệp lại giơ nắm đấm lên, con gấu đen khẽ run lên, sau đó liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, thu nắm đấm và nói.
ngươi rất thức thời. Nói xong, hắn tung người nhảy lên trên lưng của con gấu đen, nói. Chỗ này không thể bay được, người đưa ta đi, đừng có ra vẻ với ta, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là bị bắn như vậy đâu. Con gấu đen rất không tình nguyện gật đầu, sau đó đi về phía trước. Nhân loại, vì sao ngươi lợi hại như vậy? Đi một lúc, con gấu đen đột nhiên mở miệng nói chuyện. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói. Thật ra là ngươi quá yếu. Nói bậy. Con gấu đen lập tức nổi giận, nhưng vừa nói xong, hắn dường như nghĩ đến sự đáng sợ của Dương Diệp, giọng nói lập tức yếu xuống. Ta, tỷ của ta nói nhân loại đều đặc biệt yếu, tỷ còn nói sức lực như ta cơ bản có thể một trường đập chết cường giả bán thánh nhân loại. Mà ngươi chỉ là bán thánh, vì sao ngươi mạnh như vậy? Dương Diệp suy nghĩ một lát, nói. Ta thuộc về cá biệt, đúng rồi, trước đó vì sao ngươi vừa thấy ta đã muốn đụng ta? Lẽ nào hùng tộc các ngươi cũng coi nhân loại như kẻ thù sao? Cũng không phải, vừa rồi ta không muốn đụng ngươi, bởi vì ta chạy quá nhanh nên không dừng lại được. Hắc Hùng có chút ủy khuất nói. Dương Diệp. Đi rất lâu, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày nói. Vì sao ta rõ ràng cảm nhận được xung quanh có hùng tộc, nhưng bọn họ không tới gần chúng ta? Hừ, bọn họ tự nhiên không dám rồi. Giọng nói của con gấu đen có vẻ đắc ý. Bởi vì bọn họ đều sợ ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nói. Bởi vì, nhân loại, chúng ta đến nơi rồi. Hắc Hùng nói xong, lập tức ngừng lại. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, có phần sững sờ. Ở trước mặt hắn là một bình nguyên nhìn như vô tận, ở ngay chính giữa bình nguyên này, một tòa thành lớn gấp 3 lần Vân Hải Thành. Đây là Đại Địa Thành. Con gấu đen nói. Mọi người đều nói Vân Hải Thành là thành lớn nhất Thanh Châu, hừ, thật ra Đại Địa Thành của ta mới là thành lớn nhất Thanh Châu. Quả thật rất lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nói đi, chúng ta có thể vào thành như vậy được sao? Nếu như một mình người đi thì chắc chắn là không được. Con gấu đen nói. Nhưng có thêm ta thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, ta dẫn người đi gặp Hùng Vương, người có thể đáp ứng ta một điều kiện hay không? Nói thử xem. Dương Diệp nói. Dẫn ta ra khỏi dãy núi đại địa. Giọng nói Hắc Hùng có chút kích động. Hùng bại thiên ta muốn đi ra ngoài khiêu chiến năm thiên hát tài lớn của nhân loại, vẫn muốn khiêu chiến bốn tiểu yêu vương lớn, hùng bại thiên ta muốn trở thành thiên tài đứng đầu Thanh Châu. Bốp! Dương Diệp đột nhiên vỗ vào đầu của con gấu đen, cười mắng. Ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi ra ngoài như vậy, ngươi sẽ trở thành gấu nướng. Ngươi nghi ngờ thực lực của ta. Con gấu đen có chút bất mãn nói. Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng rất lợi hại. Vừa rồi ta không sử dụng tuyệt chiêu, nếu như ta sử dụng tuyệt chiêu, cho dù là thánh giả cũng phải nhường ta ba phần. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi ở lại chỗ này vẫn tốt hơn. Dương Diệp vỗ nhẹ vào đầu của con gấu đen và nói. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Hùng Vương của các ngươi. Con gấu đen do dự một lúc, nói. Đại ca, ngươi có thể tự mình tiến vào trong không? Sao vậy? Dương Diệp nói. Hắc Hùng nói. Ta lén đi ra ngoài, bây giờ đi về thì nhất định sẽ bị đòn. Tỷ của ta đánh rất dữ, còn đau hơn cả nắm đấm của ngươi. Dương Diệp mỉm cười, nói. Không có việc gì, nếu như nàng đánh ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi không có khả năng đánh lại tỷ của ta. Hắc Hùng nói, tỷ của ta thật sự rất lợi hại, nàng có. Ngươi còn nói nhảm, ta sẽ đánh ngươi ngay bây giờ đấy. Dương Diệp nói, cơ thể gấu đen run lên và không dám nói nhảm nữa, lập tức cõng Dương Diệp chạy về phía cửa thành. Mà vào lúc một người một gấu sắp đi vào cửa thành, đột nhiên, một bóng đen từ phía xa lao nhanh tới Dương Diệp trên lưng gấu đen. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Cả người phóng lên cao và đánh một quyền về phía bóng đen kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, chân trời chấn động mạnh. Dương Diệp rơi xuống đất và nhìn nắm đấm của mình, nắm đấm của hắn tự nhiên sưng lên. Trong mắt Dương Diệp lộ vẻ lo lắng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ở đó có một nữ tử mặc váy da thú đang đứng. Nàng hơn 20 tuổi, tóc dài thả trên vai có phần hơi rối. Thân trên chỉ mặc một tấm da thú che ngực. Phía dưới là một chiếc váy da thú, bắp đùi thon dài cùng phần bụng hoàn toàn để lộ ra. Dã tính.
Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử đầu này, cảm giác đầu tiên của Dương Diệp chính là đặc biệt hoang dã. Tỷ! Lúc này, con gấu đen kêu lên sợ hãi và muốn bỏ trốn, nhưng đã muộn rồi. Nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó lại đánh một quyền vào trên đầu của hắn. Con gấu đen rên lên một tiếng, trực tiếp bay ra gần nghìn trượng, cuối cùng đập xuống mặt đất tạo thành một rãnh sâu dài tới trăm trượng. Nhưng nàng không chịu buông tha cho hắn, cơ thể thoáng di chuyển và bước vào trong hố sâu này. Rất nhanh, nữ tử cầm lấy đuôi của con gấu đen và bay ra khỏi hố sâu, đập xuống mặt đất. Ầm, mặt đất trực tiếp sụp xuống ra. Vẫn chưa kết thúc, sau khi đập xong, nàng bay lên và đạp một cước ở trên bụng của con gấu đen. Hắn rên lên một tiếng và lại bay ra ngoài. Nhìn cảnh tượng như vậy, khóe miệng Dương Diệp co giật mạnh. Giờ phút này hắn cũng cảm thấy con gấu đen có chút đáng thương. Ầm ầm ầm, mặt đất không ngừng đang rung lên, con gấu đen không ngừng kêu rên. Đại ca, cứu, cứu mạng. Lúc này, giọng nói đứt quãng của Hắc Hùng vang lên ở phía xa. Nghe vậy, Dương Diệp do dự một lúc, sau đó mở miệng nói. Cô nương, ta cảm thấy bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, các ngươi có lẽ nên ngồi xuống nói chuyện. Dù sao trước đó Dương Diệp đã hứa với Hùng Bại Thiên sẽ che chở cho hắn, cho nên vẫn muốn khuyết bảo một chút. Nữ tử đạp một cước ở trên bụng của Hùng Bại Thiên, Hùng Bại Thiên trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh xuống mặt đất. Lúc này, nữ tử kia không đuổi theo, mà xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta cảm thấy bạo lực mới là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Mà bây giờ đến lượt ngươi. Dứt lời, nữ tử đạp mạnh chân phải xuống mặt đất và lập tức bắn ra ngoài, trên không trung, tay phải của nữ tử nắm lại và đánh về phía Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi, lực lượng của nữ tử này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của hắn, không dám khinh thường, huyền khí trong cơ thể chút vào tay phải, sau đó cũng đánh tới một quyền. Một tiếng động khẽ vang lên trong không trung, tiếp theo, hai người tách ra. Dương Diệp liên tục lùi lại gần trăm trượng, một bước đều khiến mặt đất xuất hiện một dấu chân thật sâu. Mà nữ tử kia cũng lùi lại khoảng 10 trượng. Đại ca, tỷ của ta là một trong năm tiểu yêu vương, ngươi đánh không lại nàng đâu. Hơn nữa, nàng nổi giận lên, đừng nói đệ đệ ruột, ngay cả bản thân nàng cũng đánh, ngươi mau chạy đi. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Hùng Bại Thiên lại vang lên. Nói đạo lý, còn nói bằng nắm đấm sao? Một trong năm tiểu yêu vương. Dương Diệp quan sát nữ tử này, hắn không nghĩ tới nữ tử trước mắt này là một trong năm tiểu yêu vương của Thanh Châu. Nhưng nói cũng đúng, lực lượng thân thể của nữ tử trước mắt này còn mạnh hơn cả Tăng Viên. Nàng là một trong năm tiểu yêu vương cũng không có gì kỳ lạ. Ngươi là Thượng Quan Vân Hải, hay là Thanh Đạo Phu? Nữ tử quan sát liếc mắt Dương Diệp, nói. Không đúng, Thượng Quan Vân Hải cùng Thanh Đạo Phu không có khả năng có lực lượng thân thể cùng phòng ngự mạnh như vậy được. Nhân loại, ngươi là ai? Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, lấy ra răng gấu và nói. Ta tới gặp Hùng Vương. Nhìn thấy cái răng gấu này, nữ tử biến sắc, nói. Ngươi đến từ Thư viện Vân Hải. Làm sao nàng biết được? Dương Diệp có phần kinh ngạc. Tự tìm đường chết. Nữ tử đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng BSG bắn ra ngoài, đánh một quyền về phía đầu của Dương Diệp. Dương Diệp trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể ra tay, điều này có chút không bình thường. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ gì khác, bởi vì nắm đấm của nữ tử kia đã tới trước mặt của hắn. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, tấm lá chắn trắng xuất hiện ở trong tay và giơ lên đỉnh đầu. Quyền và tấm lá chắn tiếp xúc với nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hai người, mặt đất trực tiếp nứt ra. Dương Diệp liên tục lùi lại chừng 20 bước, còn nữ tử kia liên tục lùi về phía sau mấy bước. Bởi vì hai người giao đấu gây ra tiếng động quá lớn, lúc này có rất nhiều gấu khác nhau chạy từ trong cửa thành ra, tuy nhiên những con gấu này đều không dám tới gần, từ phía xa nhìn Dương Diệp cùng nữ tử kia. Bành! Rất nhiều con gấu không ngừng vỗ hai tay xuống mặt đất. Dường như đang hò hét. Đại ca, bọn họ đang bảo ngươi cố gắng lên. Lúc này, Hùng Bại Thiên đang bò trên mặt đất phía xa, đột nhiên nói. Bảo mình cố gắng lên sao? Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn xung quanh, quả nhiên ánh mắt của những con gấu kia đều đang nhìn hắn,
hơn nữa nhìn bộ dạng chúng dường như thật sự đang cổ vũ hắn. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên liếc nhìn những con gấu xung quanh, trong giây lát, những con gấu kia đều im lặng. Sau đó mỗi con không phải ngẩng đầu nhìn trời thì cúi đầu nhìn xuống đất, bộ dạng ta không biết gì cả. Ta cảm thấy, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Đu Uông Diệp đột nhiên nói. Giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, từ trước đây rất lâu, nắm đấm đều không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì nó có thể sẽ làm cho mọi chuyện trở nên càng phức tạp hơn, thậm chí sẽ làm cho ngươi gặp phải một vài chuyện không tốt. Cho nên, ngươi xem. Nam nhân ở thư viện Vân Hải các ngươi đều kém cỏi như vậy sao? Nữ tử lạnh lùng ngắt lời của Dương Diệp. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, rất lâu sau hắn mới khẽ gật đầu, nói. Sự thật chứng minh, ta sai rồi. Rất nhiều lúc, nói đạo lý không thể giải quyết vấn đề, bởi vì rất nhiều người trên thế giới này thật ra đều không có tự trọng. Ngươi nói đạo lý với hắn, hắn sẽ cảm thấy ngươi đang sợ hắn, sau đó sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như vậy, chúng ta lại nói chuyện bạo lực đi. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, man thần kiếm xuất hiện ở trên tay, chân phải Dương Diệp chợt đạp xuống đất một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn ra. Cùng lúc đó, man thần kiếm trong tay hắn đập mạnh về phía nữ tử kia. Bởi tốc độ của Dương Diệp quá nhanh, hơn nữa lực lượng quá mức mạnh mẽ, hắn đi qua nơi nào không gian ở đó bị xé rách, tình cảnh cùng kinh người. Nhìn thấy man thần kiếm chém tới, nữ tử kia thoáng biến sắc, rõ ràng nàng không ngờ lực lượng của Dương Diệp sẽ khủng khiếp như vậy. Nàng muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Nữ tử đánh ra một quyền. Quyền và kiếm tiếp xúc với nhau, một tiếng nổ vang lên, hai chân của nữ tử kia lập tức trượt trên mặt đất về phía sau, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt nữ tử kia, tiếp theo lại là một kiếm ngoan độc chém xuống. Nữ tử lại lùi lại phía sau. Cứ như vậy, dưới sự gia tăng của pháp tắc tốc độ của Dương Diệp nhanh đến cực hạn, làm cho nữ tử kia căn bản không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể không ngừng bị động phòng ngự. Không đến mấy chục hơi thở, nữ tử đã lùi lại mấy ngàn trượng, mà dưới chân của nàng tạo ra một cái rãnh thật dài. Những con gấu bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều đờ người ra, đặc biệt là Hùng Bại Thiên. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Dương Diệp đầy hưng phấn cùng sùng bái. Cho dù Dương Diệp chiếm thế thượng phong, áp chế nữ tử. Nhưng vẻ mặt của Dương Diệp lại càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện ra mỗi công kích mạnh mẽ của hắn thật ra không gây ra tổn thực nào đối với nữ tử đó. Mặc dù nàng bị hắn áp chế, nhưng chủ yếu vẫn là vì tốc độ mà thôi. Nói đơn giản một chút, hắn căn bản không chiếm được lợi ích gì. Rất nhanh, nữ tử bị dồn đến trên tường thành, mà lúc này... Chân phải của nữ tử đột nhiên đạp vào tường thành phía sau, cả người giống như một quả đạn pháo bắn về phía tới Dương Diệp. Khi nữ tử kia sắp va chạm vào Dương Diệp đã biến mất một cách quỷ dị. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở cách đó mấy trăm trượng. Nữ tử dừng bước lại và xoay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có sự cảnh giác. Pháp tắc tốc độ. Dương Diệp nói. Ta không phải tới gây rắc rối, ta chỉ muốn tới tìm Hùng Vương thôi. Pháp tắc tốc độ thì rất lợi hại sao? Khóe miệng nàng cong lên, gương mặt lộ vẻ dữ tợn, tiếp theo, hai tay nàng chợt vỗ một cái xuống mặt đất. Tất cả mặt đất chấn động mạnh, Dương Diệp cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực đau đớn, sau đó bay ngược về phía sau và đập mạnh vào trên tường thành, khiến nó rung lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều con gấu ở đó đều lắc đầu, dường như đang thấy đáng tiếc. Trong đó những nam tử nhân loại Thanh Châu, ngoại trừ Lâu Thiên Tiêu không tệ lắm, còn lại đều có thể gọi là rác rưởi. Mà người chỉ tính là có chút xuất sắc hơn đám rác rưởi mà thôi. Nữ tử chậm rãi đi về phía Dương Diệp, mặt đất dưới chân nàng đột nhiên xuất hiện rất nhiều năng lượng màu vàng đậm không ngừng tập trung về phía nàng, khí thế của nàng cũng càng lúc càng mạnh, làm cho những con gấu xung quanh không ngừng lui về phía sau. Khụ. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra khỏi khóe miệng của hắn. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, nói. Ta rất muốn nói đạo lý với người, nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ này của ta mới ngu xuẩn tới mức nào chứ? Nói xong, Dương Diệp giơ tay phải về phía trước, một thanh ý kiếm tập trung ở trong tay hắn. Kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử thoáng biến sắc. Trong phút chốc, đồng tử của nàng co mạnh,
bởi vì rất nhiều hát kiếm quang đã lao tới trước mặt nàng. Ầm, nữ tử đánh ra một quyền, rất nhiều kiếm quang trở nên tán loạn, mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng. Tiếp theo, Dương Diệp cầm một thanh đoản kiếm để trên gáy của nàng, vẻ mặt nàng biến đổi và muốn phản kích. Mà lúc này, cơ thể nàng chợt cứng đờ, bởi vì đoản kiếm của Dương Diệp đã đâm vào gáy của nàng, trong giây lát máu tươi nhuộm đỏ phần lưng nàng. Ngươi cảm thấy mình rất mạnh sao? Dương Diệp ghé sát bên tai nàng, nói. Nhìn thấy không, thật ra, ngươi rất yếu. Nói xong, Dương Diệp thúc gối vào phía sau lưng nàng. Ầm, nữ tử trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau của nàng, tiếp theo giơ chân đá vào sau lưng nàng. Phụt, trong miệng nàng phun ra một búng máu, lại sắp bay ra ngoài một lần nữa. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên nắm tóc của nàng, sau đó chợt đập mạnh xuống mặt đất bên trái nàng. Ầm, mặt đất trực tiếp bị đập ra một hố sâu. Vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp cầm lấy tóc nàng đập tiếp về phía bên phải. Đập xong bên phải, lại đập về phía trước mặt rồi đập về phía sau. Không bao lâu, mặt đất xung quanh Dương Diệp đã sụp xuống. Dương Diệp vẫn còn không dừng tay, hắn lại đổi một chỗ khác, sau đó lại bắt đầu đập. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả những con gấu ở đó đều ngây dại, mỗi một con mở to mắt nhìn Dương Diệp, giống như đang nhìn quái vật. Hùng Bại Thiên cũng khiếp sợ tới mức mắt sắp lồi cả ra. Chỉ có điều khi nhìn thấy Dương Diệp hoàn toàn không có ý ngừng tay, trong lòng hắn sợ hãi, vội vàng bò về phía Dương Diệp. Đại ca, đừng đánh nữa, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Đại ca đừng đánh tỷ của ta. Hắn vừa chạy đến bên cạnh của Dương Diệp, không ngờ Dương đột nhiên xoay người, sau đó đánh một quyền vào trên đầu của hắn. Ầm, một tiếng động khẽ vang lên, Hùng Bại Thiên kêu rên, trực tiếp hóa thành một bóng đen bay ra ngoài, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Sau một quyền đánh bay Hùng Bại Thiên, Dương Diệp lại bắt đầu cầm tóc của nữ tử đập xuống. Ta nói đạo lý với ngươi, ngươi muốn dùng nắm đấm nói với ta, ngày hôm nay chúng ta lại từ từ dùng nắm đấm nói chuyện một chút. Ầm, mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy. Nhanh ngăn cản hắn. Lúc này, giọng nói yếu ớt của Hùng Bại Thiên đột nhiên vang lên ở phía xa. Nghe được tiếng Hùng Bại Thiên nói, những con gấu xung quanh lập tức lấy lại tinh thần, mỗi con đều gào lên một tiếng, sau đó đồng thời lao về phía Dương Diệp. Nhận thấy được những con gấu xung quanh có động tĩnh khác thường, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đàn gấu. Lúc này, mắt hắn chỉ còn là một màu đỏ. Lan! Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, một ánh sáng màu đỏ cuốn ra ngoài, trong giây lát mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập xung quanh. Một vài con gấu dẫn đầu bị ánh sáng đỏ tập kích, hai mắt lập tức đỏ lên, sau đó đánh về phía đồng bạn của mình. Mà những con gấu còn chưa xông tới đã hoảng hốt, không ngừng lùi lại phía sau. Đại ca, ngươi mau dừng lại đi, ngươi mau dừng lại đi, nếu tiếp tục như vậy nữa, gấu sẽ mất mạng đấy. Hùng Bại Thiên kêu lớn. Nghe được tiếng Hùng Bại Thiên nói, màu đỏ trong mắt Dương Diệp mới giảm đi. Rất nhanh, hắn đã trở nên tỉnh táo. Nhưng ánh sáng đỏ xung quanh cũng giống như thủy triều quay về trong cơ thể hắn. Khi ánh sáng đỏ biến mất, những con gấu kia lập tức khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên lúc này đã không có con gấu nào dám xông về phía trước nữa, trong mắt chúng đều xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm lấy tóc của nữ tử kia và ném về phía xa. Ầm, nữ tử đập vào trên tường thành và phát ra một tiếng động lớn, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Phụt! Nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, ngọ nguậy trên mặt đất một lúc, mới bỏ dậy nổi. Mà lúc này, Dương Diệp đã đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Một mũi kiếm chỉ vào giữa chân mày của nàng, kiếm tiến vào ba phần, máu tươi chậm rãi tràn ra, nhuộm đỏ gò má của nàng. Bây giờ, cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn nói đạo lý, hay muốn nói chuyện bằng nắm đấm? Giọng nói Dương Diệp vang lên ở bên tai nàng. Ở trong mắt ta, ngươi chính là kém như vậy. Một, nói đạo lý, hay là nói chuyện bằng nắm đấm? Giọng nói Dương Diệp giống như tiếng chuông lớn vang lên ở trong không trung. Nữ tử nhìn Dương Diệp không hề chớp mắt, ở trong mắt nàng không có khủng hoảng, càng không có sự kiêng kỵ, chỉ có bình tĩnh. Dương Diệp, người tới nơi này để khoe khoang thực lực ngươi sao? Nếu như là vậy, người đã làm được rồi. Bây giờ, người có thể. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong thành.
Thánh giả. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay thoáng động và thu hồi ý kiếm. Hắn nhìn về phía đại địa thành, nói. Tiền bối nói đùa rồi. Lần này vãn bối tới đây là do nhận lời nhờ cậy của viện trưởng, nhờ hùng tộc giúp đỡ. Về phần chuyện vừa rồi chỉ là so tài giữa những người tuổi trẻ. Ta nghĩ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Tiền bối thấy thế nào? Quả thật rất bình thường. Giọng nói kia nói. Nếu như vậy, hãy để cho thiên tài của hùng tộc ta so tài với ngươi một chút. Hắn vừa dứt lời, chín con gấu lấn màu nâu đột nhiên nhảy qua thành, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, dãy núi đại địa phía xa cũng chấn động mạnh. Chín con gấu lớn màu nâu không lớn, nhưng khí tức trên thân mỗi con đều thâm sâu như biển, chúng đứng ở nơi đó giống như chín ngọn núi cao tồn tại vừa viễn cổ, khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề. Đáng nói là chín con gấu lớn này đều hoàn toàn giống nhau, ngay cả động tác hít thở nhỏ như vậy cũng giống hệt. Đại ca, bọn họ liên thủ có thể đỡ được mấy chiêu của thánh giả. Ngươi đừng so tài thò hơn. Lúc này, Hùng Bại Thiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đại địa thành, nói. Ta không biết rõ ú của tiền bối. Ngươi chiến thắng bọn họ, ta cho ngươi vào thành gặp ta, nếu không thắng nổi, đến từ đâu thì trở về nơi đó đi. Giọng nói này vang lên. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Giống như ngươi mong muốn. Nói xong, Dương Diệp đi về phía chín con gấu này. Ngươi chính là Dương Diệp đã từng lấy cảnh giới tôn giả đánh lên thanh đạo môn, ở Vân Hải thành tàn sát mấy chục vạn lang yêu, đồng thời tàn sát ám viện của thư viện Vân Hải sao? Lúc này, nữ tử nằm trên lưng của Hùng Bại Thiên bỗng nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn về phía nữ tử, nói. Ngươi nhận ra ta. Nói như vậy, tăng viên cũng thua trong tay ngươi. Nữ tử nói. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nói. Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ta tuyệt đối không yếu như ngươi tưởng. Cho nên ta thua là bởi vì ta khinh thường ngươi, đây là sai lầm của ta. Dương Diệp nhìn nữ tử một lát, nói. Ở trong mắt ta, ngươi chính là kém như vậy. Nói xong, Dương Diệp không để ý tới nàng, xoay người đi về phía chín con gấu lớn kia. Ta sẽ làm cho ngươi thu lại những lời này. Nữ tử nói, kiếp sau đi. Dương Diệp nói xong, bước chân nhanh hơn. Nữ tử siết chặt hai nắm tay, ngực phập phồng kịch liệt. Gào. Lúc này, chín con gấu lớn đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng gầm lớn rồi đồng thời lao về phía Dương Diệp. Theo chân của chín con gấu hạ xuống mặt đất, cả mặt đất rung lên giống như địa chấn. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên ngừng lại. Một thanh ý kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Ý kiếm dựng thẳng trước mi tâm, cả người hắn giống như nhập định. Rất nhanh, chín con gấu lớn cách Dương Diệp không đến trăm trượng, chúng mang theo khí thế cường đại giống như núi cao ép về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại giống như ngọn núi bất động, mặt đất phía sau hắn đã sụp xuống. Lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra. Kiếm quang chợt lóe lên, khi kiếm quang tiêu tan, Dương Diệp đã xuất hiện ở phía sau chín con gấu lớn. Ầm ầm ầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả hùng tộc, ba con gấu lớn chậm rãi ngã xuống. Rất nhanh, các con gấu phát hiện ra chân trước của ba con gấu nâu đều bị chặt đứt. Vết cắt còn rất bằng phẳng. Mà vào lúc này, Dương Diệp lại lập tức biến mất, kiếm quang thoáng hiện. Ầm ầm ầm. Lại là ba con gấu ngã nhào vào mặt đất. Kiếm quang xuất hiện. Ầm ầm ầm. Ba con gấu cuối cùng đã nằm trên mặt đất, tất cả đều không ngoại lệ, chín con gấu lớn đều bị chặt đứt hai chân. Ở đó yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tất cả những con gấu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn Dương Diệp cầm kiếm đứng ở phía xa. Chín bán thánh cao cấp, hơn nữa còn không phải là bán thánh cao cấp bình thường, nhưng ở dưới tình huống tất cả mọi người không thấy rõ đã bị đánh ngã. Nam tử trước mắt này là thánh giả sao? Tất cả những con gấu kia kinh hãi nghĩ. Nữ tử kia nắm chặt hai nắm tay, trong mắt của nàng đầy vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra còn có kiêng kỵ rất sâu. Tỷ, hắn, một kiếm này của hắn như vậy, tỷ có thể ngăn cản được không? Hùng Bại Thiên nuốt nước bọt, giọng hơi run rẩy hỏi. Cốp, nữ tử đột nhiên nện một quyền lên trên đầu của Hùng Bại Thiên, đầu hắn trực tiếp đập xuống đất, tạo thành một hố sâu. Ngươi còn nói chuyện nữa,
ta làm cho ngươi một năm không đi lại nổi. Nữ tử trừng mắt nhìn Hùng Bại Thiên đang bò trên mặt đất, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có phần phức tạp. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, gương mặt trắng bệch. Sau khi liên tục thi triển 3 lần nhất niệm thuấn sát, hắn bị tiêu hao không nhỏ, chẳng qua cũng đáng giá. Bởi vì hắn xem như đã bỏ ra cái giá nhỏ nhất, thắng được trận này. Nếu như không thi triển nhất niệm thuấn sát, lấy thực lực của 9 con gấu này, sợ rằng sẽ chiến đấu với hắn mấy ngày mấy đêm. Hắn không thể lãng phí thời gian ở đây được. Ta đã có chút coi thường ngươi. Lúc này, giọng nói bên trong đại địa thành vang lên lần nữa. Vào đi, ta cũng rất tò mò, không biết người muốn thuyết phục ta thế nào. Xem ra thánh giả biết ý định mình đến đây. Dương Diệp khẽ gật đầu, bước vào đại địa thành. Sau khi đi vào trong thành, Dương Diệp có phần kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện có rất nhiều con gấu trong thành đều biến thành hình người, tuy nhiên cũng có phần lớn vẫn giữ lại bản thể. Lúc này, tất cả đều không ngoại lệ, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đại ca, chờ ta một chút. Lúc này, Hùng Bại Thiên đột nhiên chạy tới bên cạnh của Dương Diệp, nói. Đại ca, ngươi tới gặp phụ vương ta làm gì? Nữ tử bên cạnh Hùng Bại Thiên cũng tò mò nhìn Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Hùng Bại Thiên, nói. Ngươi là con trai của Hùng Vương sao? Hùng Bại Thiên vỗ nhẹ vào ngực mình, đắc ý nói. Đương nhiên. Dương Diệp khẽ gật đầu, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn không thấy quá bất ngờ. Từ khi mới bắt đầu, hắn đã đoán được thân phận của Hùng Bại Thiên này chắc chắn không bình thường, bởi vì trên đường đi tới, rất nhiều con gấu nhìn thấy Hùng Bại Thiên đều lộ vẻ tôn kính. Hơn nữa, bọn họ đi tới đây rất thông suốt, đủ để thấy thân phận của Hùng Bại Thiên không bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Diệp bình thường, Hùng Bại Thiên ngẩn người một lát, sau đó nói. Đại ca, ngươi không có gì muốn nói sao? Ta chính là lão đại của Hùng tộc sau này đấy. Dương Diệp đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn Hùng Bại Thiên, nói. Lão đại của Hùng tộc sau này rất lợi hại sao? Không ngờ Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, Hùng Bại Thiên ngẩn người, sau đó nói. Chẳng lẽ không lợi hại sao? Ở Thanh Châu này, Hùng tộc chúng ta là lợi hại nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hùng tộc lợi hại, nhưng bản thân ngươi có lợi hại sao? Ta! Hùng Bại Thiên liếc nhìn Dương Diệp, lập tức khẽ nói. Thật ra, ta cũng rất lợi hại. Dương Diệp nói. Ngươi đánh thắng được ta sao? Mặt Hùng Bại Thiên cứng đờ, cười gượng, nói. Ta với đại ca, chắc hẳn còn có chút chênh lệch. Dương Diệp nói. Nhưng ngươi biết không, ở bên ngoài, vẫn có rất nhiều người có thể giết ta. Nói đến đây, Dương Diệp vỗ nhẹ vào Hùng Bại Thiên, nói. Nhớ kỹ, Hùng tộc lợi hại không có liên quan quá lớn với ngươi. Bởi vì Hùng tộc lợi hại không có nghĩa là ngươi lợi hại. Ngươi thử nghĩ xem. Ngươi ra khỏi Hùng tộc, có thánh giả muốn giết ngươi thì ngươi phải làm sao? Lẽ nào nói với đối phương, ta là lão đại của Hùng tộc sau này sao? Chuyện này, Hùng Bại Thiên chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vậy lúc này không biết nên nói gì. Vì sao ngươi có tên là Hùng Bại Thiên? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đây là do bản thân ta tự đặt. Hùng Bại Thiên vỗ nhẹ vào ngực mình, hào khí nói. Ta muốn trở thành có thể gấu có thể đánh bại được cả trời, cho nên, ta đặt tên cho mình là Hùng Bại Thiên. Có chí khí. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Nể tình ngươi gọi ta là đại ca, ta nói thêm một câu. Nhớ kỹ, phải khiến Hùng tộc kiêu ngạo vì ngươi, chứ không phải ngươi kiêu ngạo vì là lão đại của Hùng tộc sau này, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp xoay người đi về phía xa. Hùng Bại Thiên ngẩn người một lát, một lúc sau. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, nói. Tỷ, nếu như ta không phải là lão đại của Hùng tộc sau này, bọn họ còn có thể tôn kính ta như vậy không? Nói xong, hắn liếc nhìn những con gấu phía xa. Lúc này, những con gấu kia thấy hắn nhìn qua, đều vội vàng cung kính cúi đầu. Nữ tử im lặng rất lâu, nói. Bại Thiên, ta với phụ vương không phải không muốn cho ngươi đi ra nhìn thế giới bên ngoài. Sở dĩ không cho ngươi ra ngoài là bởi vì thực lực ngươi yếu, ra ngoài, nếu không có đám người tam thúc chăm sóc ngươi, ngươi có thể sẽ thật sự không về được nữa. Nói đến đây, nữ tử vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Hùng Bại Thiên, trong mắt lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy.
Nếu ngươi muốn ra ngoài cũng được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi. Hùng Bại Thiên liếc nhìn những con gấu xung quanh, nói. Ta hiểu, không có tỷ cùng phụ vương, bọn họ căn bản sẽ không tôn kính ta. Sau này ngươi phải quản lý hùng tộc, nên nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nữ tử trầm giọng nói. Nếu không, phụ vương không thể cho ngươi quản lý hùng tộc, bởi vì làm như vậy là hại ngươi. Hùng Bại Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Tỷ, ta hiểu rồi. Nữ tử khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vài cái vào Hùng Bại Thiên, nói. Đi thôi, chúng ta đi xem hắn tới hùng tộc chúng ta làm gì. Hùng Vương Điện. Dương Diệp mới vừa tiến vào Hùng Vương Điện của hùng tộc đã cảm nhận được mấy khí tức khủng khiếp, những khí tức tuyệt đối không nhằm vào hắn, nhưng cũng khiến cho hắn cứng người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bên có năm lão giả đang đứng. Mà người trên chủ tọa phía trên là một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng. 11 thánh giả. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn không nghĩ tới hùng tộc tự nhiên có 11 thánh giả. Nam tử áo bào màu vàng đột nhiên nói. Ta biết ý định ngươi đây, nhưng lúc trước, chúng ta đã nhất trí quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa Thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang Sơn Mạch. Chấm. Tàn sát thánh, một. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp trầm xuống. Hắn cân nhắc một lát, sau đó lấy ra cái răng gấu và chuẩn bị đòi ân tình. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, khi hắn lấy ra cái răng gấu này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó nhìn hắn đều không tốt. Thậm chí trong mắt mấy người còn lộ ra ánh sáng lạnh cùng sát ý. Dương Diệp nhìn cái răng gấu trong tay, liên tưởng đến hành vi của nữ tử khi hắn lấy ra răng gấu trước đó. Cho dù hắn có ngốc cũng biết chuyện này có gì đó không đúng. Chắc chắn mình đã bị lão già kia hãm hại rồi. Dương Diệp cười gượng, cho dù không biết tại sao những thánh giả lại như vậy, nhưng không cần phải nói, răng gấu này tuyệt đối không phải là ân tình hùng tộc còn nợ giống như Thương Vân Tịch đã nói. Bởi vì nếu như là ân tình hùng tộc nợ, hùng tộc chắc chắn sẽ không có bộ dáng này. Thương Vân Tịch có nói cho ngươi biết hắn nhận được cái răng này thế nào không? Nam tử áo bào màu vàng đột nhiên hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hắn nói đây là do hùng vương của hùng tộc đời trước thiếu ân. Tình của hắn, sau đó tặng cho hắn, nói sau này gặp phải phiền toái thì có thể tới tìm hùng tộc nhờ giúp đỡ. Thiếu ân tình của hắn. Một lão già có vết sẹo dữ tợn trên mặt đột nhiên lạnh lùng nói. Da mặt Thương Vân Tịch hắn đúng là càng ngày càng dày. Da mặt nhân loại đều dày. Một lão già bên cạnh lão già mặt sẹo lạnh lùng nói một câu, còn cố ý liếc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Thật ra cái răng gấu này xem như là nổi sỉ nhục của hùng tộc ta. Lúc này, nam tử áo bào màu vàng nói. Năm đó phụ vương ta ra ngoài du lịch đã gặp phải Thương Vân Tịch. Hai người vì một vài mâu thuẫn nên đã đại chiến một trận. Nói đến đây, nam tử áo bào màu vàng liếc nhìn cái răng gấu trong tay Dương Diệp, nói. Phụ vương thất bại, sau đó bị Thương Vân Tịch lấy đi một cái răng nanh. Mà khi đó, hắn có cơ hội giết chết phụ vương ta nhưng không làm. Ta nghĩ, ân tình hắn nói tới chính là chuyện này. Nghe thấy vậy, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Bây giờ hắn xem như đã hiểu rõ vì sao mình lấy ra cái răng gấu này. Thái độ của những người này đều tệ như vậy. Giờ phút này, hắn muốn quay về Vân Hải Thành đánh Thương Vân Tịch một trận. Không cần hãm hại người khác như thế chứ. Lúc này, nam tử áo bào màu vàng lại nói. Đương nhiên, quan hệ giữa hắn và phụ vương ta không chỉ có vậy. Nếu như là một vài chuyện nhỏ, ta sẽ cho hùng tộc ra tay trợ giúp. Nhưng chuyện của Thư viện Vân Hải lần này, thứ lỗi cho ta nói thẳng, hùng tộc ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Cho nên, bây giờ ngươi có thể đi rồi. Dương Diệp trầm ngâm rất lâu, nói. Mặc dù có chút đường đột, nhưng vãn bối vẫn muốn hỏi một câu, vì sao? Nam tử áo bào màu vàng nhìn Dương Diệp rất lâu, nói. Nể tình những lời ngươi đã nói với Bại Thiên, ta cũng nói thêm một câu. Dương Diệp, thiên phú của ngươi rất mạnh, cho dù đến Trung Thổ Thần Châu cũng rất tốt. Nếu như ngươi tiếp tục ở lại Vân Hải Thành và tham dự vào chuyện của Thư viện Vân Hải, ngươi sẽ chết. Lần này yêu thú đánh Thư viện Vân Hải, kẻ đứng phía sau đến từ Trung Thổ Thần Châu, đúng không? Dương Diệp nói. Đúng. Nam tử áo bào màu vàng nói. Ta có thể nói thẳng nói người biết, đối phương đã liên hệ với hùng tộc ta, muốn hùng tộc ta ra tay, tuy nhiên ta không đáp ứng.
Đối phương không có cưỡng ép nhưng có một điều kiện, đó chính là Hùng tộc ta không thể tham dự vào chuyện của Thư viện Vân Hải. Lần này, Thư viện Vân Hải sẽ biến mất khỏi Thanh Châu. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại và xoay người nhìn về phía nam tử áo bào màu vàng, nói. Ta có vài ý nghĩ, không biết tiền bối có muốn nghe hay không? Nam tử áo bào màu vàng nhìn Dương Diệp rất lâu mới nói. Ngươi nói thử xem, ta cũng hơi tò mò. Dương Diệp nói. Tiền bối cảm thấy mục tiêu của người phía sau này chỉ là Thư viện Vân Hải thôi sao? Nam tử áo bào màu vàng nheo mắt lại, nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp nói. Ta cảm thấy, mục đích phía sau chuyện này chắc chắn không chỉ dừng ở tiêu diệt Vân Tiêu Thánh Điện. Ta không ký chứng cứ, đây chỉ là cảm giác của một mình ta. Nếu như cảm giác của ta là chính xác, như vậy sau khi Vân Tiêu Thánh Điện bị tiêu diệt, tiếp theo chính là Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn. Mà khi bọn họ đều bị tiêu diệt, vậy tiếp theo sẽ đến ai? Đương nhiên, Hùng tộc chỉ cần cúi đầu xưng thần giống như Thiên Lang tộc, ta nghĩ chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Nói xong, Dương Diệp lập tức xoay người đi ra khỏi đại điện. Dương Diệp đi rồi, trong đại điện im lặng rất lâu, một lão già nói. Người này nói không phải không có lý. Ta làm sao không biết chứ? Nam tử áo bào màu vàng trầm giọng nói. Lần này, không chỉ Thiên Lang tộc, Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, ngay cả Vân Tiêu Thánh Điện cũng tham dự vào. Nếu chỉ cần tiêu diệt Thư viện Vân Hải, căn bản không cần phải chuẩn bị trận chiến lớn như vậy. Chỉ sợ người kia muốn tất cả nam giới, không đúng, chắc là tất cả Thanh Châu. Giống như tiểu tử kia nói, chờ Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn, Thư viện Vân Hải đều bị tiêu diệt. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ ra tay với Hùng tộc chúng ta. Lão già mặt sẹo trầm giọng nói. Lẽ nào bây giờ chúng ta phải nhúng tay vào sao? Một thánh giả nói. Nhưng nếu như mục tiêu của đối phương chỉ là Thư viện Vân Hải thì sao? Một lão già áo bào đen trầm giọng nói. Nếu là như vậy, chúng ta nhúng tay vào có nghĩa là sẽ trở thành kẻ địch của Thiên Lang tộc, Mãng tộc, Kim Cương Viên tộc, còn có Vân Tiêu Thánh Điện. Không chỉ có vậy, còn đắc tội người đến từ Trung Thổ Thần Châu kia. Đến lúc đó, Hùng tộc ta sẽ rơi vào nguy cơ. Nam tử áo bào màu vàng khẽ gật đầu, nói. Điều bây giờ chúng ta phải làm không phải là rơi vào trong vũng bùn giữa Thư viện Vân Hải cùng Thiên Lang tộc. Mà là bảo tồn thực lực, lấy bất biến ứng vạn biến. Yên lặng theo dõi tình hình, nếu như đối phương thật sự có ý đồ gây rối với Hùng tộc ta, hừ, Hùng tộc ta cũng sẽ không ngồi yên. Lão già mặt sẹo lạnh lùng nói. Nghe vậy, các thánh ở đó đều khẽ gật đầu. Chấm. Ra khỏi đại điện, Dương Diệp hít sâu một hơi và nhìn phía chân trời, trong mắt có phần mê man. Thật ra, trước khi tới đây, hắn đã không ôm quá nhiều hy vọng vào Hùng tộc. Thư viện Vân Hải và Hùng tộc có thể nói là không có quan hệ, vì sao đối phương có thể vì Thư viện Vân Hải làm cho tộc của mình tộc rơi vào vũng bùn này chứ? Phải biết rằng, cuộc đại chiến của mấy thế lực lớn cấp Bạch Kim, ngay cả thánh giả cũng sẽ chết đấy. Hùng tộc không ra tay, Thư viện Vân Hải sẽ phải đi theo con đường nào? Chẳng lẽ mình phải dẫn đám người Ngọc Vô Song rời khỏi Thư viện Vân Hải, đi ẩn nấp sao? Nếu như vậy, An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Thật ra, hắn căn bản không có lựa chọn, bởi vì An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San ở Vân Tiêu Thánh Điện, hơn nữa Vân Tiêu Thánh. Điện căn bản sẽ không buông tha cho Ngọc Vô Song. Giữa hắn cùng Vân Tiêu Thánh Điện không phải người chết chính là ta sống. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đại ca, ngươi muốn rời đi sao? Lúc này, Hùng Bại Thiên cùng tỷ hắn đột nhiên đi tới. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Phải đi. Có thể dẫn ta ra ngoài không? Hùng Bại Thiên đột nhiên nói. Yên tâm, ta tuyệt đối không liên lụy tới ngươi. Dương Diệp nói. Theo ta, ngươi sẽ chết chắc. Nếu muốn mạnh hơn, không phải cứ đi ra ngoài rèn luyện mới được. Chỉ cần ngươi muốn, ở đâu cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Không nói nữa, ta không còn thời gian. Sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Tỷ vẫn nói Lâu Thiên Tiêu mạnh mẽ, tỷ cảm thấy đại ca hắn và Lâu Thiên Tiêu kia,
ai mạnh hơn? Hùng Bại Thiên đột nhiên hỏi. Lâu Thiên Tiêu. Nữ tử trả lời hoàn toàn không có chút do dự nào. Vì sao? Hùng Bại Thiên không hiểu. Ngươi chắc hẳn đã nhìn ra được, đại ca hắn căn bản không có lấy ra hết sức, hắn chắc chắn còn có chiêu kinh người hơn. Nữ tử trầm ngâm rất lâu, sau đó nói. Lâu Thiên Tiêu có kỳ ngộ, từng thu được truyền thừa thượng cổ. Nói chung, cho dù ở trung thổ thần châu, hắn cũng có thể tính là nhân vật số một. Nhưng ta cảm giác đại ca chắc chắn sẽ không thua Lâu Thiên Tiêu gì đó. Hùng Bại Thiên đạo. Vì sao? Nữ tử liếc nhìn Hùng Bại Thiên, nói. Ngươi và hắn dường như mới quen biết chưa được mấy canh giờ, không chỉ gọi hắn là đại ca, còn sùng bái hắn như thế, ta hơi tò mò. Hùng Bại Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta cũng không biết, ta chỉ cảm thấy, cảm giác hắn rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hắn quả thật rất nguy hiểm. Đúng lúc này, nam tử áo bào màu vàng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Phụ vương. Hùng Bại Thiên cùng nữ tử cung kính thi lễ. Nam tử áo bào màu vàng nói. Người có thể lĩnh ngộ sát ý hư vô nửa bước thì làm sao có thể không nguy hiểm được. Nhưng nếu như có thể, Bại Thiên ngươi có thể kết giao cùng hắn cũng tốt. Vì sao? Nữ tử không hiểu nói. Người này có thủ đoạn độc ác, còn vui buồn thất thường, hành vi rất cực đoan. Làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả, Bại Thiên đi cùng với hắn, nhất định sẽ trở thành người thứ hai bị điên. Biết cường giả xuất hiện thế nào không? Nam tử áo bào màu vàng đột nhiên nhìn về phía nữ tử, không đợi nàng trả lời, hắn đã nói. Cường giả đều xuất hiện từ xương trắng chất đống. Nữ tử. Chấm. Sau khi rời khỏi dãy núi đại địa, Dương Diệp tuyệt đối không lựa chọn quay về Vân Hải Thành, mà chạy về phía cổ kiếm trai. Hùng tộc từ chối làm cho Dương Diệp hiểu rõ, mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính mình. Lần này hắn quay về cổ kiếm trai chỉ có một mục đích, đó chính là làm mấy thanh kiếm. Mặc dù man thần kiếm không tệ, nhưng dù sao không thể tính là thần giai, hơn nữa bởi vì nó quá lớn nên căn bản không có cách nào thi triển được nhất niệm thuấn sát. Khi sử dụng ý kiếm thi triển nhất niệm thuấn sát, dù sao cũng không có cách nào thật sự phát huy ra uy lực chân chính của nhất niệm thuấn sát. Bởi vì ý kiếm không thể tính là kiếm thật sự. Nghe đồn cổ kiếm trai có một thanh kiếm khiến cả Vân Tiêu Thánh Điện cũng phải e sợ. Không sai, hắn mục đích lần này chính là thanh kiếm này. Không có hùng tộc giúp đỡ, vậy hắn muốn tự mình đối đầu với thánh giả, mà muốn giết chết thánh giả, sao có thể không có kiếm tốt tuyệt thế được. Tàn sát thánh, tàn sát thánh. Mục đích cuối cùng của Dương Diệp chính là tàn sát thánh. Mà trước khi tàn sát thánh, hắn phải trang bị cho mình cẩn thận đến tận răng. Bảo vật của Thư viện Vân Hải không tác dụng quá lớn với hắn. Chỉ cổ kiếm trai mới có bảo vật thích hợp với hắn, cho nên, hắn quyết định mạo hiểm quay về cổ kiếm trai. Đột nhiên, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, chợt dừng lại trên không trung. Cách hắn 10 trượng xuất hiện một người mặc áo đen, toàn thân đều bị bao phủ ở bên trong chiếc áo bào đen, không nhìn thấy rõ gương mặt. Cường giả cảnh giới thánh giả. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình. Ngươi chính là Dương Diệp đã nhiều lần hỏng kế hoạch của ta. Người mặc áo đen đột nhiên nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong phút chốc, ý kiếm đã xuất hiện ở trên tay hắn, cả người hắn hóa thành một đường kiếm quang và lập tức biến mất. Nhất niệm thuấn sát. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau sẽ gặp tai ương. Nhưng một kiếm như vậy có thể giết chết thánh giả, lúc này lại bị hai ngón tay kẹp lại. Người nghĩ rằng ta là những phế vật thánh giả ở Thanh Châu này sao? Thánh giả áo bào đen vừa dứt lời, một tiếng, ý kiếm trong tay Dương Diệp đã vỡ nát, tay hắn giữ lấy cổ họng của Dương Diệp. Ta là loại người như vậy sao? Mà vào lúc này, từ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên có kiếm ý cảnh giới hư vô phát ra, lập tức ép người mặc áo đen bay ra ngoài. Sau khi lợi dụng kiếm ý cảnh giới hư vô ép người mặc áo đen bay đi, cổ tay của Dương Diệp thoáng động. Ý kiếm lập tức được tập trung. Tiếp theo, Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang trực tiếp đâm vào trước ngực của người mặc áo đen. Kiếm không đâm vào được, bởi vì ở trước ngực của người mặc áo đen xuất hiện một luồng khí xoáy màu đen xoay tròn, luồng khí xoáy màu đen này ngăn cản kiếm của Dương Diệp. Kiếm ý cảnh giới hư vô, thật hiếm có. Người mặc áo đen nói một câu, tiếp theo, luồng khí xoáy màu đen kia chợt xoay tròn. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay ra phía sau. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã lập tức biến mất một cách quỷ dị,
lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở sau lưng người mặc áo đen. Ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh đoản kiếm đâm vào gáy của người mặc áo đen. Vào giây phút Dương Diệp xuất hiện ở phía sau người mặc áo đen đã xoay người. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện một cách quỷ dị ở phía sau người mặc áo đen, một thanh đoản kiếm lại đâm vào gáy của người mặc áo đen. Cùng lúc đó, đoản kiếm của Dương Diệp cũng lướt về phía cổ họng của người mặc áo đen. Bóng đen này dĩ nhiên chính là U Vô Ảnh. Người mặc áo đen thoáng dừng lại, rõ ràng hắn không ngờ Dương Diệp sẽ có giúp đỡ, hơn nữa còn quỷ dị như thế. Hắn muốn ra tay, nhưng vào lúc này có hai lực lượng vô hình đột nhiên ép lên trên người hắn, khiến cho cơ thể hắn thoáng dừng lại. Chỉ một lát như vậy, hai thanh đoản kiếm đã lần lượt cắm vào sau gáy cùng chỗ cổ họng của hắn. Nhưng vẻ mặt của Dương Diệp lại biến đổi, bởi vì người áo bào đen trước mắt bọn họ cũng chỉ là một tàn ảnh. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm nghĩ không tốt. Mà vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lưng truyền đến một lực lượng cực lớn, cũng may vào thời điểm quan trọng hắn lập tức lấy ra dị thứ nguyên phương, giúp hắn ngăn cản phần lớn lực lượng. Cho dù là như vậy, hắn cũng bị chấn động bay về phía trước gần nghìn trượng, thậm chí phun mấy ngụm máu tươi. Dương Diệp lau vết máu tươi bên miệng và nhìn về phía dị thứ nguyên bơ trương bảo bọc trước mặt mình. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, bởi vì giờ phút này trên dị thứ nguyên phương tự nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn. Kiếm ý cảnh giới hư vô, sát ý cảnh giới hư vô nửa bước, pháp tắc tốc độ, pháp tắc bóng tối. Người mặc áo đen nói, khó trách ngươi có thể nhiều lần phá hủy kế hoạch của chúng ta, không thể không nói ngươi làm cho ta có phần kinh ngạc, tuy nhiên cũng chỉ có vậy. Đã đến lúc nên kết thúc rồi. Vừa dứt lời, trong cơ thể người mặc áo đen đột nhiên phát ra rất nhiều làn khí đen, chỉ thoáng chốc đã che khuất bầu trời, bao phủ trong phạm vi gần vạn dặm. Vài hơi thở yên tĩnh. Bên trong những khí đen này đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó bắt đầu điên cuồng nổ tung. Không bao lâu, khí đen bên trong vạn dặm đều nổ tung ra, trời đất run rẩy. Rất lâu sau, khí đen mới tiêu tan. Nhưng ở đó chỉ còn lại có một người, người này là Dương Diệp. Đã không thấy bóng dáng của người mặc áo đen đâu nữa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở cách vạn dặm có một điểm đen, khóe miệng hắn cong lên đầy vẻ châm chọc, nói. Chưa từng gặp qua kẻ nào ngu xuẩn như thế, biết ta lĩnh ngộ pháp tắc bóng tối còn muốn lợi dụng thuộc tính bóng tối tới tấn công ta. Một đòn kia của người mặc áo đen rất mạnh. Ít nhất là huyền kỹ thần giai hạ phẩm do thánh giả thi triển ra. Uy lực của nó có thể yếu được sao? Đáng tiếc là đối phương thi triển là huyền kỹ thuộc về năng lượng thuộc tính bóng tối. Dương Diệp lĩnh ngộ pháp tắc ám, không chỉ bản thân miễn dịch với tất cả năng lượng thuộc tính bóng tối, càng có thể điều khiển được tất cả năng lượng thuộc tính bóng tối. Trước đó, hắn trực tiếp điều khiển những năng lượng thuộc tính bóng tối nổ mạnh, không chỉ làm thánh giả áo bào đen này bị thương nặng, còn làm cho đối phương bị cắn trả. Hắn vốn định thừa thắng truy kích, nhưng đối phương đã trực tiếp chuồn mất. Tuy nhiên Dương Diệp không hề khinh thường đối phương, một đòn lúc trước, nếu như không phải đối phương thi triển là huyền kỹ thuộc tính bóng tối, cho dù hắn có thể đỡ được, chỉ sợ dị thứ nguyên phương cũng sẽ bị hỏng. Một đòn của đối phương trước đó có thể phá hỏng dị thứ nguyên phương, điều này đủ để chứng minh thực lực của đối phương khủng khiếp. Đồng thời, Dương Diệp cũng thấy lo lắng, bởi vì, người áo bào đen này xuất hiện. Chứng minh nhóm thế lực đứng phía sau điều động đám người Thiên Lang Sơn Mạch đã chú ý hắn, đồng thời ra tay với hắn. Hắn cần phải cẩn thận hơn. Dương Diệp bắt đầu chạy về phía cổ kiếm trai. Lần này, hắn không bay trên bầu trời, mà đi dưới mặt đất. Ở trên trời, cho dù có kiếm vực che giấu khí tức nhưng mục tiêu cũng quá lớn, dễ dàng bị lộ. Trên mặt đất có vật để che giấu, thánh giả cơ bản không có khả năng điều tra ra được khí tức của hắn. Vì tiết kiệm thời gian, cả đường đi Dương Diệp đều sử dụng pháp tắc tốc độ. Điều này dĩ nhiên tiêu hao rất nhiều huyền khí. Tuy nhiên nhờ có Tiểu Bạch, hắn không cần phải lo lắng về chuyện huyền khí. Dọc đường đi, huyền khí không ngừng điên cuồng tràn vào Dương Diệp, làm cho huyền khí trong cơ thể Dương Diệp chưa bao giờ khô cạn. Cứ như vậy, lộ trình mấy ngày được Dương Diệp rút ngắn xuống còn một ngày đã chạy tới kiếm trai phong bên ngoài cổ kiếm trai. Dương Diệp không trực tiếp bước vào kiếm trai phong, mà ẩn nấp. Bởi vì lúc này cổ kiếm trai đã mở ra đại trận tông môn, rất nhiều thanh huyền kiếm đang di chuyển rất nhanh trên không trung của kiếm trai phong. Lúc này, tất cả kiếm trai phong đều bị kiếm quang bao phủ.
mà ở trên không trung của kiếm trai phong, Dương Diệp đã cảm nhận được ít nhất 6-7 khí tức mạnh mẽ nhưng không rõ ràng. Không cần phải nói, đây nhất định là thánh giả của mãng tộc tới ngăn cản cường giả cổ kiếm trai. Nhìn kiếm trai phong bị kiếm quang bao phủ, Dương Diệp trầm ngâm rất lâu, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, hóa thành kiếm quang bắn nhanh về phía kiếm trai phong. Ban đầu, Dương Diệp cho rằng mình sẽ gặp phải thánh giả của mãng tộc tấn công, nhưng tuyệt đối không có. Hắn vừa lướt tới trước màn ánh sáng kiếm quang của kiếm trai phong, cổ chân nhân đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp muốn nói chuyện, cổ chân nhân đã vung tay phải lên, một đường kiếm quang bao phủ lấy hắn, và hai người lập tức biến mất. Kiếm điện. Trong đại điện, kiếm vô trần ngồi phía trên, ở bên cạnh kiếm vô trần là 6 lão già, trong đó có cả cổ chân nhân. 7 tên thánh giả. Có phải đan điền của Uyển Nhi đã thật sự bị hủy không? Kiếm vô trần nhìn Dương Diệp phía dưới, đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Kiếm vô trần nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Nếu như ta nhớ không nhầm, trước đây Chu Nguyên của Thanh Đạo Môn chắc hẳn ở tại Vân Hải Thành. Nói cách khác, hắn thấy chết mà không cứu, đúng không? Dương Diệp lại khẽ gật đầu, nói. Bởi vì liên quan đến ta. Kiếm vô trần lắc đầu nói. Cho dù không vì ngươi, hắn thấy chết cũng sẽ không cứu. Ân oán giữa cổ kiếm trai ta cùng Thanh Đạo Môn quá lâu, quá sâu, gần như không có cách nào hóa giải được. Lần này liên thủ chỉ bởi vì Vân Tiêu Thánh Điện, ở Nam Giới, không quan tâm chúng ta đấu với bọn họ thế nào, chúng ta đều sẽ không chết. Nhưng Vân Tiêu Thánh Điện vừa tới sẽ chia cắt lợi ích của chúng ta, cho nên hai bên chúng ta mới có thể tạm thời lựa chọn liên thủ. Tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Dương Diệp trầm giọng nói. Vân Hải Thành tràn ngập nguy cơ. Kiếm vô trần khẽ gật đầu, nói. Ta hiểu rõ, nhưng cổ kiếm trai ta lúc này cũng bất lực. Dương Diệp nói. Tiền bối nên biết, nếu như Vân Hải Thành bị tiêu diệt, kế tiếp có khả năng sẽ đến lượt chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta không ngăn cản được bọn họ, không phải sao? Ngươi yên tâm. Lúc này, kiếm vô trần bên cạnh lão già áo bào xanh đột nhiên nói. Bọn họ dám tiêu diệt Vân Hải Thành, nhưng không dám tới tiêu diệt cổ kiếm trai ta. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Bởi vì tổ sư của chúng ta vẫn còn. Cổ chân nhân nói. Cho dù tổ sư không thể tới thế giới này, nhưng chỉ cần nàng còn, sẽ không có thể lực nào ở Thanh Châu này dám đến tiêu diệt cổ kiếm trai chúng ta. Đương nhiên, tổ sư muốn xuống thế giới này cũng phải trả giá đắt. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó liếc mắt nhìn mọi người, nói. Thứ lỗi cho vãn bối nói thẳng, lẽ nào các vị tiền bối lại gửi gắm sự tồn vong của cổ kiếm trai sau này vào trên người tổ sư sao? Nếu chẳng may đến lúc đó đối phương có cách ứng phó với tổ sư, vậy cổ kiếm trai ta phải làm thế nào? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Nếu cẩn thận suy nghĩ, câu nói này của Dương Diệp không phải là vô lý. Im lặng hồi lâu, kiếm vô trần mới trầm giọng nói. Ta hiểu rõ ý của ngươi, nhưng thành thật mà nói, lúc này cổ kiếm trai ta không thể ra sức. Mấy người chúng ta đều bị kìm chế, tinh, anh bên trong cổ kiếm trai ta gần như đã đi tới Vân Hải Thành. Bên trong cổ kiếm trai ta đã không còn cường giả nào nữa. Dương Diệp đột nhiên chỉ vào mình, sau đó nói. Còn có ta. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Dương Diệp nói. Thành thật mà nói, ta muốn liều mạng. Vì sao? Kiếm vô trần không hiểu nói. Đừng nói với ta là ngươi có tình cảm sâu đậm với thư viện đi Vân Hải. Dương Diệp tự nhiên sẽ không nói mình muốn đối phó với Vân Tiêu Thánh Điện. Dương Diệp nói. Cho đến hiện nay còn chưa ắc tới lúc tuyệt vọng, cho nên ta cảm thấy chúng ta chắc hẳn nên liều mạng, nếu như có thể cứu thư viện Vân Hải, chẳng phải là chuyện tốt cho cổ kiếm trai ta sao? Nếu như thư viện Vân Hải không chết, chúng ta sẽ không phải trực tiếp xung đột cùng Thiên Lang Sơn Mạch, Mãng Tộc, Kim Cương Viên Tộc và Vân Tiêu Thánh Điện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đây chúng ta muốn trợ giúp thư viện Vân Hải. Kiếm vô trần nhìn Dương Diệp nói. Cho nên, người nói rất có lý, thư viện Vân Hải không chết, quả thật là một chuyện tốt với chúng ta. Nhưng người có thể ngăn cơn sóng dữ được sao? Ta muốn thử xem. Dương Diệp trầm giọng nói. Tuy nhiên ta cần tông môn giúp đỡ. Giúp đỡ ngươi là chuyện nhỏ, nhưng ngươi nói ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, ta không tin. Lão già áo bào xanh bên cạnh kiếm vô trần nói.
Dương Diệp bước về phía trước một bước, kiếm ý cảnh giới hư vô lập tức tuôn ra và tràn ngập cả đại điện. Kiếm ý cảnh giới hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đồng thời biến đổi, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bây giờ các vị tiền bối có thể tin tưởng chưa? Dương Diệp nói. Người lĩnh ngộ kiếm ý cảnh giới hư vô từ lúc nào? Kiếm Vô Trần nhìn chằm chằm Dương Diệp, giọng nói hơi run rẩy. Trước đây không lâu. Dương Diệp nói. Các vị tiền bối, ta muốn nói Vân Hải Thành không có bao nhiêu thời gian. Ngoại trừ kiếm ý cảnh giới hư vô, ta còn có một vài con át chủ bài, cho nên ta mới dám nói ra những lời này. Nhưng những điều này còn chưa đủ, cho nên ta vội vàng trở về thỉnh cầu tông môn giúp đỡ. Ngươi còn có con át chủ bài khác? Kiếm Vô Trần hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Tất nhiên. Mọi người nhìn nhau, rất lâu sau, Kiếm Vô Trần trầm giọng hỏi. Ngươi muốn giúp đỡ gì? Ta cần có trang bị. Dương Diệp nhìn thẳng Kiếm Vô Trần, nói. Ta cần trang bị tốt nhất của cổ kiếm trai. Nghe vậy, khóe miệng mọi người đều khẽ giật. Im lặng rất lâu, một lão già đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi là hy vọng của cổ kiếm trai ta sau này, cho ngươi mấy trang bị cũng không phải là vấn đề. Chẳng qua ngươi cần thứ tốt nhất, cái này. Lần này ta phải đối mặt với thánh giả. Dương Diệp nhìn thẳng vào lão già kia, nói. Nếu như trang bị không tốt, có lẽ các vị tiền bối sau này sẽ phải nhặt xác cho ta. Nhưng, lão già vẫn còn có chút do dự, bảo bối tốt nhất cổ kiếm trai lại bị đưa ra như vậy, đừng nói hắn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không nỡ. Nếu không như vậy đi, các vị tiền bối coi như cho ta mượn, chờ ta dùng xong, ta sẽ trả lại cho các vị tiền bối, các vị thấy thế nào? Dương Diệp đột nhiên nói. Mượn. Mọi người có phần sững sờ. Một lão già trong đó nói. Nếu như cho mượn thì không có vấn đề gì. Dù sao tiểu tử này cũng là người của chúng ta, hơn nữa lại là hy vọng sau này của cổ kiếm trai chúng ta. Nhưng, đến lúc đó tiểu tử ngươi mượn không trả thì sao? Lúc này, này lão già áo bào xanh liếc nhìn Dương Diệp, hoài nghi nói. Nghe vậy, Dương Diệp không vui nói. Tiền bối nói gì vậy, Dương Diệp ta là loại người như vậy sao? Tiền bối, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục nhân cách của ta. Ta thật sự không phải là loại người như vậy. Một, Dương Diệp đỏ mặt tía tai, căm tức nhìn lão già kia, bộ dạng lại muốn xông lên đấu một trận. Cơ mặt của lão già trước đó vừa nghi ngờ Dương Diệp khẽ giật, nói. Tiểu tử ngươi kích động cái gì? Lão phu không nói ngươi là loại người như vậy. Ta thật sự không phải là loại người như vậy. Giọng điệu Dương Diệp kiên định, không cho phép người khác được nghi ngờ. Được rồi. Chúng ta biết ngươi không phải là loại người như vậy. Lúc này, Kiếm Vô Trần nói. Ngươi cũng đừng trách Hồ trưởng lão, hắn quản lý kho báu của cổ kiếm trai chúng ta, những bảo vật đó còn quan trọng hơn cả mạng của hắn. Ban đầu, chỉ có những người có cống hiến lớn, có công lao với cổ kiếm trai chúng ta mới có khả năng nhận được những bảo vật kia. Nhưng tình huống lần này lại khác, chúng ta có thể người mượn dùng trước. Dương Diệp vội vàng nói. Ta nhất định vì tông môn bất chấp gian nguy, chết mới thôi. Nhìn thấy thái độ của Dương Diệp, mọi người đều thỏa mãn khẽ gật đầu, ngay cả Hồ trưởng lão có chút nghi ngờ Dương Diệp cũng khẽ gật đầu. Bây giờ đan điền của Lục Uyển Nhi bị hủy, có thể nói Dương Diệp là hy vọng sau này của cổ kiếm trai, bây giờ thấy Dương Diệp thể hiện lòng trung thành với cổ kiếm trai như thế, trong lòng bọn họ càng thấy thiện cảm với Dương Diệp hơn. Chỉ có cổ chân nhân là bĩu môi. Hắn tương đối hiểu rõ về tính cách của Dương Diệp. Rất nhiều thời gian, Dương Diệp quả thật nói một là một, nhưng có rất nhiều thời gian, hắn tuyệt đối là một kẻ vô sỉ. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ không đi nhắc nhở mọi người. Hắn là sư phụ của Dương Diệp, hắn không bao che cho Dương Diệp thì có thể bao che cho ai. Dương Diệp nhanh chóng đi theo Hồ trưởng lão cùng cổ chân nhân tới một chỗ đại điện tên là Kiếm Bảo Các. Đại điện có 4 tầng, 3 người một đường đi đến tầng thứ 4. Bên trong tầng thứ 4 có 5 đường kiếm quang gồm ở chính giữa cùng 4 góc, ở trong những kiếm quang này có gì đó đang chuyển động. Vẻ mặt Dương Diệp xúc động, bởi vì ở bên trong này ít nhất cũng là thần giai. Hồ trưởng lão do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu tử, mấy thứ này đều là do tông môn chúng ta tích góp, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng. Khóe mắt của Dương Diệp khẽ giật, lão già này vẫn còn có chút luyến tiếc à. Lão Hồ.
người đừng dây dưa nữa. Nhanh lấy ra đi, thư viện Vân Hải cũng không có bao nhiêu thời gian đâu. Cổ chân nhân có chút bất mãn nói. Lão Hồ khẽ gật đầu, cũng không dây dưa nữa. Hắn vung tay phải lên, phía xa có một đường kiếm biến mất, tiếp theo là một bộ giáp màu đen xuất hiện ở trước mặt ba người. Bộ giáp này có chút đặc biệt, bởi vì nó hoàn toàn được làm ra bởi những thanh kiếm nhỏ giống như kim châm. Cả bộ giáp sử dụng ít nhất hơn vạn thanh kiếm kim tạo thành. Bộ giáp này tên là kiếm giáp, tất cả đều do đá hắc diệu tiên giai thượng phẩm chế tạo thành. Trong đó lại vận dụng vô ngân thủy thần giai dung hợp với bí ngân thần bí của vực ngoại, làm cho giáp này trở thành thần giai hạ phẩm, nó có thể công, cũng có thể phòng. Hồ trưởng lão nói xong bấm tay một điểm, kiếm giáp kia trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, nói. Cảm nhận một chút đi. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, rất nhanh, khóe mắt hắn đã mở ra, trong phút chốc, rất nhiều thanh kiếm nhỏ như kim bắn ra khỏi cơ thể hắn, lập tức hợp thành một chiếc khôi giáp màu đen phủ kín người hắn. Kín không kẽ hở. Tất cả kiếm giáp bọc kín người Dương Diệp, ngay cả vị trí mắt cũng có một tầng màng trong suốt, mà hai màng mềm này không ngờ là thần giai. Có thể nói, nếu muốn phá vỡ được kiếm giáp này thì chỉ có thể cứng rắn phá. Ngoài việc đó ra, không có cách nào khác. Thân thể Dương Diệp hơi cử động, lập tức vang lên từng tiếng kiếm ngân. Giáp tốt. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hưng phấn, khi mặc bộ giáp này lên người. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác không tự nhiên nào, quả thực giống như một phần cơ thể hắn vậy. Lúc này, Lão Hồ lại nói. Nếu như giáp này chỉ có vậy thì chẳng có gì đặc biệt, sở dĩ nó được gọi là kiếm giáp, vì nó chỉ thích hợp cho kiếm tu sử dụng. Bây giờ ngươi dùng kiếm ý rót vào giáp này xem. Dương Diệp vội vàng chút kiếm ý cảnh giới hư vô vào trong bộ giáp, trong phút chốc, cả món kiếm giáp tự nhiên giống như sống vậy, từng tiếng kiếm ngân không ngừng vọng ra. Cùng lúc đó, mỗi thanh kim kiếm của kiếm giáp trên người Dương Diệp đều phát ra kiếm quang dài tới nửa phân, chúng dung hợp nối liền vào nhau, hình thành một màn ánh sáng kiếm quang bao phủ Dương Diệp. Nhìn từ phía ngoài, màn ánh sáng kiếm quang kia có hơi mỏng, nhưng thật ra không phải vậy. Màn ánh sáng này ít nhất do hơn vạn thanh kiếm tạo thành, độ dày của nó ít nhất hơn vạn tầng, chỉ có điều bị ép lại. Nhìn cảnh tượng như vậy, Lão Hầu cùng Cổ Chân Nhân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Một lát sau, trong mắt Lão Hồ có phần phức tạp, nói. Tiểu tử, ta xem như đã nhìn thấy, chỉ có ngươi mới có thể phát huy ra uy năng của kiếm giáp này đến mức tận cùng. Bây giờ cho dù là thánh giả cũng đừng mong có thể đơn giản đánh nát được màn ánh sáng bảo vệ ngươi, cho dù có đánh nát được, vẫn còn có kiếm giáp. Có thể nói, bây giờ ngươi còn giống rùa hơn cả rùa. Nếu kiếm tu bình thường sử dụng giáp này, nó tương đương với thần giai hạ phẩm. Nhưng ngươi sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô, giáp này tuyệt đối sẽ không kém hơn thần giai trung phẩm. Cổ chân nhân cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu đồng ý. Sau khi kiếm ý cảnh giới hư vô dung nhập kiếm giáp này, tương đương với cho kiếm giáp này thêm sinh mạng, uy lực của nó đã được nâng cao hơn lúc đầu không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, phòng ngự của kiếm giáp này đã hoàn toàn vượt quá dị thứ nguyên phương. Giáp này còn có thể công, ngươi thử xem. Lão Hồ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong đầu vừa thoáng có suy nghĩ. Ong! Tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm giáp trên người hắn đột nhiên phân giải ra, hóa thành vạn đường kiếm quang phóng lên cao. Âm! Mái nhà trực tiếp bị nổ tung, vạn đường kiếm quang xông thẳng lên trời, muốn xé rách bầu trời. May dừng lại. Lúc này, Hồ trưởng lão đột nhiên kêu lên thất thanh. Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Khi hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện kiểm trận bảo vệ kiểm trai phong ban đầu đã bị những kiếm quang của hắn trùng kích cho vặn vẹo, dường như trong phút chốc sẽ bị nghiền nát. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng suy nghĩ. Ngay lập tức, vạn đường kiếm quang phía chân trời kia đồng thời hạ xuống, cuối cùng tiến cả vào trong cơ thể của Dương Diệp, một lần nữa biến lại thành kiếm giáp. Lão Hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Kiếm giáp này vốn không có uy lực khả năng mạnh như vậy. Nhưng bởi vì người sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô khiến uy lực của nó có thể đạt được cực hạn của nó. Có thể nói, cho dù là những lão già chúng ta đối mặt với thứ đồ này của ngươi cũng không dám khinh thường, bởi vì kiếm ý cảnh giới hư vô của bản thân người cũng đủ để tổn thương tới chúng ta, lại tăng thêm những kim kiếm này. Có thể nói, chúng ta không chú ý sợ rằng cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí ngã xuống. Trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ hưng phấn, không thể không nói, kiếm giáp này quá sắc bén.
Đương nhiên, ta không phải nói người nắm giữ kiếm giáp này thì nhất định có thể giết chết thánh giả. Lúc này, Hồ trưởng lão nghiêm mặt nói. Năng lực của cường giả cảnh giới thánh giả không chỉ đơn giản như người nghĩ đâu, đặc biệt là một vài thánh giả lâu đời. Bọn họ nắm giữ các loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là ngươi, ngay cả trời cũng sẽ kiêng kỵ. Cho nên, sau này nếu như ngươi gặp phải thánh giả, tuyệt đối phải cẩn thận, không thể có chút sơ suất nào. Lão Hồ nói rất đúng. Cổ chân nhân cũng nói. Tiểu tử, ta biết ngươi rất có lòng tin vào bản thân, nhưng nếu gặp phải thánh giả, ngươi tuyệt đối không nên sơ suất. Còn nữa, trong thánh giả cũng phân chia mạnh yếu. Có một ít thánh giả lâu đời có thể một mình đối đầu với mấy thánh giả cũng dư sức. Cho nên, bản thân ngươi phải kiềm chế một chút, đừng để ngày nào đó lão phu phải tới nhặt xác cho ngươi. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, trong lòng ấm áp. Hắn lập tức khẽ gật đầu, cười nói. Yên tâm, ta không ngu như vậy đâu. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía bốn cột ánh sáng còn lại, hắn có ý gì thì không cần nói cũng biết. Khóe miệng lão Hồ hơi khẽ giật, rất lâu sau hắn thở nhẹ ra một hơi thở, nói. Cũng được. Dù sao cũng là cho ngươi mượn. Nói xong, lão Hồ vung tay phải lên. Một cột ánh sáng trong đó vỡ nát, một ánh sáng màu xanh bay ra, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt ba người. Ánh sáng màu xanh tiêu tan, thay vào đó là một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay và hiện lên màu xanh lục. Thân kiếm nhỏ mỏng, mơ hồ tản ra gợn sóng màu xanh lục, ngoài ra cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Kiếm này tên là Bích Lạc. Thần giai hạ phẩm, do vật thần bí cùng lực thần bí chế tạo thành, người cầm kiếm có thể mượn kiếm này mượn lực lượng của trời cao. Nói xong, Hồ trưởng lão xoay người vung tay phải lên. Một cột ánh sáng khác vỡ nát, tiếp theo, trước mặt ba người lại xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này có kích thước tương tự với Bích Lạc, điểm khác biệt duy nhất là thanh kiếm này có màu vàng đậm. Kiếm này tên là Hoàng Tuyền, thần giai hạ phẩm, cũng là do vật thần bí cùng lực thần bí chế tạo thành. Là một đôi với Bích Lạc. Người cầm kiếm có thể mượn lực lượng của mặt đất, nếu hai kiếm hợp thể, tương đương với có thể mượn lực lượng trời đất. Nói như thế, nếu người thi triển một loại đạo cấp huyền kỹ, có thêm lực lượng trời đất gia tăng, huyền kỹ đạo cấp này của người có thể trực tiếp so sánh với thần giai. Hồ trưởng lão nói, vậy nếu như ta thi triển là thần giai hạ phẩm, lại thêm lực lượng trời đất thì sao? Dương Diệp đột nhiên hỏi, tiểu tử, ta biết ngươi rất có lòng tin vào bản thân, nhưng nếu gặp phải thánh giả, ngươi tuyệt đối không nên sơ suất. Còn nữa, trong thánh giả cũng phân chia mạnh yếu. Có một ít thánh giả lâu đời có thể một mình đối đầu với mấy thánh giả cũng dư sức. Cho nên, bản thân ngươi phải kiềm chế một chút, đừng để ngày nào đó lão phu phải tới nhặt xác cho ngươi. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, trong lòng ấm áp. Hắn lập tức khẽ gật đầu, cười nói. Yên tâm, ta không ngu như vậy đâu. Nói xong, lão Hồ vung tay phải lên, một cột ánh sáng trong đó vỡ nát, một ánh sáng màu xanh bay ra, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt ba người. Ánh sáng màu xanh tiêu tan, thay vào đó là một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kiếm dài ba thước, rộng hai ngón tay và hiện lên màu xanh lục. Thân kiếm nhỏ mỏng, mơ hồ tản ra gợn sóng màu xanh lục, ngoài ra cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Ta không biết. Hồ trưởng lão nói. Chà. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, kinh ngạc nói. Làm sao có thể không biết được, lẽ nào không ai dùng qua sao? Hồ trưởng lão khẽ gật đầu, nói. Đúng là không có người nào dùng qua thật, bởi vì hai thanh kiếm này có yêu cầu cực cao về kiếm ý, chỉ có kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước mới có thể miễn cưỡng khống chế. Cho dù kiếm chủ là kiếm ý cảnh giới hư vô nửa bước, nhưng hắn có kiếm riêng, bởi vậy, hắn cũng không có hứng thú với hai thanh kiếm này. Bây giờ lại tạm thời có lợi cho ngươi. Ta nhất định sẽ không làm chúng phải mai một. Dương Diệp nói xong thì vẫy tay một cái, hai thanh kiếm lập tức rơi vào trong tay hắn. Nhưng chẳng bao lâu, hai thanh kiếm đã bắt đầu chấn động mãnh liệt, giống như muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng khi kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn rót vào hai thanh kiếm, chúng đã lập tức bình tĩnh lại. Trái tay cầm Bích Lạc, tay phải cầm Hoàng Tuyền, Dương Diệp hưng phấn không thôi. Đây chính là thần giai đấy. Hơn nữa còn là thần giai kiếm. Có hai thanh kiếm này, lại thêm kiếm giáp cùng dị thứ nguyên phương, bây giờ hắn tương đương với có ba món thần giai. Đương nhiên, dùng cái này để tàn sát thánh, vẫn còn không đủ, vì vậy,
Dương Diệp nhìn về phía hai cột ánh sáng còn lại. Lần này, hắn phải trang bị bản thân đến tận răng. Hồ trưởng lão không hề do dự, vung tay phải lên. Một cột ánh sáng trong đó ầm ầm vỡ nát, tiếp theo có một thứ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy món đồ này, hai mắt Dương Diệp trực tiếp trợn tròn, nói. Thứ này là gì vậy? Vật ấy là thần giai trung phẩm, khi thi triển ra, có thể che khuất bầu trời, có thể xé rách bầu trời. Đúng, không được, không thể cho ngươi mượn vật này, nó quá quý hiếm. Giọng nói của hồ trưởng lão vang lên trong không trung. Táng thiên, một. Nghe thấy hồ trưởng lão nói vậy, trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, nói. Hồ trưởng lão, tha lỗi cho vãn bối cả gan hỏi một câu, thứ này quan trọng, hay là tính mạng của vãn bối quan trọng hơn? Nghe vậy, hồ trưởng lão cười gượng, nói. Tiểu tử nhà ngươi, thế hệ trước của chúng ta dù sao cũng sẽ có. Một ngày phải rời thế giới này. Nếu như chúng ta đi, kiếm trai lại không có người nào có thể thành thánh, cổ kiếm trai này nhất định sẽ suy bại, thậm chí là diệt vong. Ngươi, chính là hy vọng sau này của cổ kiếm trai chúng ta. Cho nên, người nói ai quan trọng hơn? Dương Diệp khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Tiền bối phải biết, lần này vãn bối đi vào Vân Hải Thành có thể sẽ đối mặt thánh giả. Cho dù vãn bối có kiếm ý cảnh giới hư vô, nhưng đối mặt với thánh giả thật sự, chỉ dựa vào kiếm ý cảnh giới hư vô thì căn bản không đủ. Cho nên, lần này vãn bối mới vội vàng trở về xin tông môn giúp đỡ. Ta hiểu rõ, ta. Thứ lỗi cho vãn bối vô lễ. Dương Diệp ngắt lời hồ trưởng lão nói. Tiền bối có khả năng không biết, những bảo vật này với vãn bối không chỉ đơn giản là bảo vật, chúng có khả năng chính là vật cứu mạng vãn bối. Hơn nữa, lần này mục đích vãn bối đi tới Vân Hải Thành cũng là vì cổ kiếm trai ta. Có thể nói, vãn bối vì tông môn, ngay cả tính mạng cũng không để ý. Mà bây giờ hồ trưởng lão lại không bỏ được một món bảo vật, điều này làm cho đệ tử thật sự thất vọng và đau khổ. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Dương Diệp đầy bi thương và căm phẫn. Được, được lắm, tiểu tử ngươi đừng nhìn ta như vậy nữa. Hồ trưởng lão khoát tay áo, nói. Giống như lão phu muốn hại ngươi vậy, tiểu tử, ta nói rõ ràng trước. Những thứ này là cho ngươi mượn, là cho ngươi mượn, sau này ngươi phải trả lại đấy. Vãn bối có giống loại người mượn không trả sao? Dương Diệp bất mãn nói. Vốn ta nhìn không giống, hiện tại ta thấy có hơi giống. Trong lòng hồ trưởng lão thầm nhủ, nhưng không nói ra, hắn thật sự sợ Dương Diệp rồi. Hắn lắc đầu, xoay người nhìn về phía thứ trước mắt. Ở trước mặt hắn là một cái cánh do rất nhiều thanh kiếm nhỏ màu đen dài bằng ngón tay tạo thành. Những thanh kiếm nhỏ kia không giống với kiếm của kiếm giáp. Những thanh kiếm này rất mỏng, còn mỏng hơn cánh ve, gần như là trong suốt. Cánh trơn nhẵn như gương, lóe ra ánh sáng lạnh thấu xương. Nhìn cái cánh này, trong mắt hồ trưởng lão có phần lưu luyến và phức tạp, sau đó nói. Cánh này tên ám hắc kiếm rực, tất cả kiếm là do khinh ngân sa thạch thần giai thần bí của vực ngoại tạo ra. Đá này có một đặc tính chính là rất nhẹ, gần như không có trọng lượng. Ngoài việc đó ra, trong đó còn xen lẫn lông và xương của thánh thú Phượng Hoàng cùng Đại Bằng. Đơn giản mà nói, đây là một món bảo bối tăng cao tốc độ. Chỉ cần ngươi mang nó vào, chỉ sợ thánh giả cũng khó có thể đuổi kịp ngươi. Vượt qua tốc độ của thánh giả sao? Dương Diệp hít sâu một hơi, cố kìm chế kích động cùng hưng phấn trong lòng. Hắn vẫy tay phải một cái, cánh này lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh. Phía sau lưng của Dương Diệp xuất hiện một đôi cánh, cả người Dương Diệp lại chậm rãi bay lên. Nhẹ, thật nhẹ. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Sau khi đeo cánh vào, hắn có một loại ảo giác dường như cơ thể mình không có trọng lượng. Giống như lúc này, hắn chưa hề làm gì, bản thân đã bay lên. Hắn cảm giác mình chính là một cái lông chim, một làn gió nhẹ thổi qua là có thể bay lên. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, chân phải đạp nhẹ. Vèo. Cả người Dương Diệp lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trên bầu trời cách đó mấy trăm dặm. Sau lưng hắn là một vết nứt không gian tối tăm kéo dài. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nên không gian trực tiếp bị vỡ ra. Vừa thoáng động, hắn lập tức xuất hiện ở chỗ cũ. Tuy nhiên sắc mặt của hắn lại trắng bệch, hơn nữa khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Nhớ kỹ, khi phát động cánh này, cho dù có thể tăng tốc độ trên diện rộng, nhưng nó cũng tiêu hao rất khủng khiếp, lấy lượng huyền khí của ngươi bây giờ,
tối đa chỉ thi triển 1-2 đến 3 lần. Nhiều hơn nữa thì huyền khí của ngươi sẽ khô cạn. Hơn nữa, tốc độ quá nhanh, cơ thể bình thường căn bản không chịu nổi. Nếu như không phải cơ thể ngươi vượt xa những người cùng cấp, 2 lần vừa rồi đã đủ cho cả người ngươi vỡ ra rồi. Vẻ mặt Hồ trưởng lão nghiêm trọng nói. Lúc này, Cổ chân nhân cũng trầm giọng nói. Tiểu tử, bảo vật thần giai chỉ thích hợp cho thánh giả tới sử dụng. Huyền giả dưới thánh giả, rất khó có thể hoàn toàn khống chế được bảo vật thần giai. Bất kể là ám hắc kiếm rực hay chiến giáp trước đó, thậm chí là 2 thanh kiếm này, người muốn phát động chúng đều cần tiêu hao rất nhiều huyền khí. Một khi tiêu hao huyền khí quá độ, chính là mua dây buộc mình. Đặc biệt là ám hắc kiếm rực này. Nó là thần giai trung phẩm, nên yêu cầu về huyền khí vượt xa thần giai bình thường. Cho nên, không phải là thời điểm bất đắc dĩ, người cố gắng đừng phát động nó. Nói trắng ra, ám hắc kiếm rực chính là tặng cho tiểu tử ngươi sử dụng để chạy trốn, hiểu chưa? Phù! Dương Diệp lắc cái đầu có phần choáng váng, sau đó khẽ gật đầu, trong mắt có một tia nghiêm trọng. Mức độ khủng khiếp của ám hắc kiếm rực này có phần vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Có thể nói, nếu hắn phát động ám hắc kiếm rực, cho dù là thánh giả cũng đừng mong đuổi theo kịp hắn. Nhưng ám hắc kiếm rực có nhu cầu về huyền khí thật sự quá mức khủng khiếp. Hơn nữa, bởi vì tốc độ quá nhanh, lấy cơ thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Phải biết rằng, cơ thể của hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng khiếp rồi, thậm chí có thể cố gắng chịu được một đòn của thánh giả, nhưng có phần không chịu nổi tốc độ của ám hắc kiếm rực. Không thể không nói, hắn đã đánh giá thấp sự khủng khiếp của ám hắc kiếm rực. Thần giai trung phẩm cùng thần giai hạ phẩm khác nhau rất lớn. Thật ra, cho dù ngươi không phát động vật ấy cũng có thể tăng tốc độ của ngươi trên diện rộng, hơn nữa bản thân ngươi lĩnh ngộ ý cảnh tốc độ, hai bên kết hợp sẽ có tốc độ không kém hơn thánh giả. Hồ trưởng lão nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Giống như Hồ trưởng lão nói, bản thân ám hắc kiếm rực đã có thể tăng cường tốc độ. Với tốc độ của hắn bây giờ, hoàn toàn không kém hơn thánh giả, nếu như phát động thì cho dù là thánh giả cũng không bằng hắn. Đúng rồi, vật ấy còn có 2 tác dụng khác. Hồ trưởng lão nói, cho dù vật ấy có tính co giãn, nó có thể biến thành lớn ít nhất gấp ngàn lần, trước đó ta nói che khuất bầu trời cũng không phải đùa với ngươi. Sau này ngươi có cơ hội thử công năng này, bây giờ ngươi có thể thử một tác dụng khác, đó chính là vật ấy có thể biến thành một loại hình thái khác, tự mình thử xem. Dương Diệp nghe vậy thì hơi ngẩn người ra, hai mắt khép hờ, dần dần, hắn ám hắc kiếm rực phía sau bắt đầu chuyển động. Không bao lâu, cánh ám hắc kiếm rực tự nhiên biến thành một tấm áo choàng màu đen. Dương Diệp có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới ám hắc kiếm rực này còn có thể biến hình như vậy. Hắn lập tức hỏi, hình thái này có thể có công hiệu gì? Khi giao chiến gần người với kẻ địch, vật ấy có thể có tác dụng không tưởng tượng được. Hồ trưởng lão cười nói, cái này ngươi cứ từ từ suy nghĩ, tiểu tử ngươi cũng biết, lần này, gần như tất cả bảo bối của cổ kiếm trai chúng ta đều ở trên người ngươi. Nếu như vậy mà ngươi vẫn chết, ta chỉ có thể nói ngươi chết là đáng đời. Còn có một bảo bối nữa. Dương Diệp đột nhiên chỉ về phía một cột sáng duy nhất còn lại. Không được, không được. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hồ trưởng lão cùng cổ chân nhân biến sắc, đồng thời nói. Nghe vậy, Dương Diệp có phần sững sờ. Hắn không nghĩ tới phản ứng của hai lão già này lại lớn như vậy. Lẽ nào ở trong đó là thần giai thượng phẩm trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường, sau đó đổi thành bộ dạng đáng thương, nói. Ôi, đáng thương cho một bán thánh như ta lại sắp phải đi đối mặt với thánh giả, trong lòng ta thật khổ ta. Ngươi nói gì cũng vô dụng. Hồ trưởng lão ngắt lời Dương Diệp, nói. Vật ấy cho ngươi sẽ không phải giúp ngươi, mà là hại ngươi. Tiểu tử, chúng ta tuyệt đối không thể cho ngươi vật này được, ngươi bỏ ý niệm này đi. Cổ chân nhân cũng nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai người, thấy thần sắc của hai người nghiêm túc thì lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hỏi. Ở trong này là thần giai thượng phẩm sao? Vượt qua thần giai. Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, nói. Vượt qua thần giai, đó là cấp gì vậy? Chuẩn đế giai. Cổ chân nhân nói. Trên thần giai thượng phẩm là đế cấp, vật ấy là một món chuẩn đế giai duy nhất của Thanh Châu chúng ta. Cũng là bảo vật trấn giữ trai của cổ kiếm trai chúng ta.
chuẩn đế giai. Dương Diệp khẽ nhíu mày, nói. Là kiếm sao? Cổ chân nhân khẽ gật đầu. Là kiếm thì ta còn phải sợ sao? Dương Diệp nói. Ta có kiếm ý cảnh giới hư vô, bất kỳ kiếm nào cũng sẽ không bài xích ta mới phải. Hơn nữa cho dù có bài xích, ta cũng không cần sợ hãi mới phải chứ. Hồ trưởng lão lắc đầu, nói. Kiếm này khác, đừng nói bây giờ ngươi mới là bán thánh, cho dù ngươi là thánh giả công thêm kiếm ý cảnh giới hư vô, cũng không thể cho ngươi mượn kiếm này được. Không phải chúng ta lòng dạ hẹp hòi, mà cho ngươi thật sự là hại ngươi. Có lẽ ngươi sẽ cho rằng lão phu đang lừa ngươi, nhưng ngươi có thể hỏi sư phụ của ngươi. Dương Diệp nhìn về phía cổ chân nhân khẽ gật đầu, nói. Lão Hồ nói không sai, tiểu tử, kiếm này quá mức khủng khiếp, ngoại trừ tổ sư, các đời cổ kiếm trai tới nay, không có người nào có thể khống chế nó. Ban đầu, khi tổ sư rời đi đã muốn mang theo nó, nhưng nghĩ tới nó có thể trấn áp bọn đạo trích, hơn nữa bản thân nó sẽ tự tìm kiếm chủ nhân chân chính, bởi vậy tổ sư mới để nó lại. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp xúc động, ngoại trừ tổ sư cổ kiếm trai, không có người nào có thể khống chế được nó. Điều này có nghĩa thế nào? Có nghĩa là cho dù cường giả cảnh giới thánh giả cũng không thể làm gì được nó. Kiếm này phải nghịch thiên tới mức nào chứ? Trầm ngâm rất lâu, Dương Diệp nói. Được rồi, vãn bối bỏ qua. Tuy nhiên, ta muốn biết lai lịch cùng tên của thanh kiếm này. Lão, Hồ cùng cổ chân nhân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Dương Diệp không kiên trì nữa là được. Đối với Dương Diệp, bọn họ đều không muốn quá mức cứng rắn, bây giờ Dương Diệp thức thời buông tha thì tất nhiên là không thể tốt hơn. Hồ trưởng lão mỉm cười, sau đó nhìn về phía cột ánh sáng này, trong mắt có một tia phức tạp, một chút kiêng kỵ, nói. Ta không biết lai lịch của thanh kiếm này, ta chỉ biết nó tên là Táng Thiên, chủ yếu thích sát phạt, giết chóc, máu tươi. Năm đó tổ sư từng nói, cổ kiếm trai ta ghi nhớ kỹ không thể để cho người có tính cách không tốt, thích giết chóc đoạt được nó, nếu không nhất định sẽ gây ra họa lớn ngập trời. Nói đến đây, Hồ trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, nói. Đừng có nhíu mày, tiểu tử, tổ sư nói chính là loại người như ngươi. Tiểu tử ngươi có tính cách cực đoan, tất cả mọi việc đều tùy ý. Nếu thanh kiếm này rơi vào tay ngươi, có lẽ cổ kiếm trai chúng ta đều sẽ bị ngươi tiêu diệt. Cho nên, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thanh kiếm này, ngươi hãy bỏ ý nghĩ này đi. Được rồi. Bây giờ ngươi đã biết tên của nó, chúng ta đi thôi. Trên gương mặt Dương Diệp sa sầm, kích động muốn hành hung lão già này một trận. Dương Diệp đi theo Hồ trưởng lão xuống phía dưới. Khi đi đến đầu cầu thang, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại và nhìn về phía cột ánh sáng kia, nói. Táng Thiên, ngươi có muốn theo ta lăn lộn không? Nói xong, hắn phóng ra một luồng sát ý cảnh giới hư vô nửa bước. Dương Diệp bị ma hóa. Một. Âm. Dương Diệp vừa dứt lời, cột ánh sáng cuối cùng đột nhiên nổ tung ra, tiếp theo, một đường ánh sáng màu đỏ sậm chợt lóe lên, trực tiếp tiến vào mi tâm của Dương Diệp. Thân thể Dương Diệp cứng đờ. Trong phút chốc, một tiếng, từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao. Tất cả đại điện lập tức hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, cột máy xông thẳng lên trời cao, kiếm trận vốn bảo vệ kiểm trai phong trực tiếp bị cột. Máu này đánh ra thành một lỗ thủng khổng lồ. Trong giây lát, bầu trời bên trong phạm vi vạn dặm đều đỏ như máu, giống như ngày diệt vong đã tới. Tất cả cường giả cổ kiếm trai bị kinh động, từng kiếm quang phóng lên cao, lao về phía Dương Diệp. Chuyện gì xảy ra vậy? Thánh giả của mãng tộc ra tay sao? Không có khả năng, cột máu kia xuất hiện từ bên trong cổ kiếm trai chúng ta. Lẽ nào bên trong cổ kiếm trai chúng ta có nội gian? Không tốt, mùi máu thật nồng. Mùi máu này có thể ăn mòn tâm trí của con người. Mọi người nhanh thi triển kiếm ý để ngăn cản. Đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Hồ trưởng lão nhìn cảnh tượng trước mặt, có phần sửng sốt. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lúc này, kiếm vô trần cùng bốn lão già xuất hiện ở bên cạnh đám người hồ trưởng. Hồ trưởng lão nuốt nước bọt, sau đó chỉ vào Dương Diệp đang đứng đờ đẫn bên cạnh, nói. Lúc nãy... Tiểu tử này vừa nói với Táng Thiên, theo ta lăn lộn. Sau đó Táng Thiên lại bay đến trong cơ thể hắn. Chuyện này không phải là như vậy chứ? Sao có thể như vậy được? Sao Táng Thiên có thể lựa chọn tiểu tử này được? Hoàn toàn không phải vậy chứ? Táng Thiên nhận chủ.
Vẻ mặt Kiếm Vô Trần rất nghiêm trọng. Không chỉ hắn, vẻ mặt mấy thánh giả xung quanh đều nghiêm trọng. Đột nhiên, mấy người nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trọng này lập tức trở thành khó coi. Lấy tính cách cùng tâm tính của tiểu tử này, Táng Thiên và hắn chính là tuyệt phối. Ôi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hồ trưởng lão, không phải ta nói ngươi làm sao có thể để cho hắn tiếp xúc với Táng Thiên được. Táng Thiên là chuyện nhỏ, nếu như tiểu tử này bị Táng Thiên hủy diệt, vậy tương lai cổ kiếm trai chúng ta sẽ không muốn xuống dốc. Một lão già nhìn hồ trưởng lão, đau lòng nói. Cơ mặt hồ trưởng lão khẽ giật, sau đó khổ sở nói. Trời xanh chứng giám, lão phu ta thật sự không nghĩ tới tiểu tử này có thể được Táng Thiên công nhận. Nếu như biết hắn có thể được Táng Thiên công nhận, đánh chết ta cũng sẽ không dẫn hắn tới đây. Lúc này, trong lòng hắn là thật sự hối hận khi dẫn Dương Diệp tới nơi này. Kiếm Vô Trần lắc đầu, nói. Chuyện có lẽ còn chưa tệ mới mức đó. Tiểu tử này có kiếm ý cảnh giới hư vô, có lẽ hắn có thể ngăn chặn được lệ khí cùng sát ý của Táng Thiên. Nếu như không đè ép được thì sao? Một thánh giả đột nhiên nói. Hắn phải ngăn chặn được cho ta. Giọng nói Kiếm Vô Trần lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Đúng. Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Người không khống chế được kiếm sẽ bị biến thành nô dịch của kiếm, khi đó hắn không còn là hắn nữa. Nếu hắn không khống chế được, chúng ta chỉ có thể trấn áp hắn, nếu không điều này tuyệt đối là tai họa đối với cổ kiếm trai chúng ta. Mọi người khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Trong lúc đó, cả người Dương Diệp hoàn toàn bị cột máu bao phủ. Cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy, kiếm ý cảnh giới hư vô không ngừng áp chế những sát ý cùng lệ khí kia. Dần dần, thân thể Dương Diệp bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cơ thể hắn bắt đầu đổi màu, biến thành màu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử đám người Kiếm Vô Trần hơi co lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Rất nhanh, cái cổ, mặt, cuối cùng cả hai mắt của Dương Diệp cũng biến thành màu đỏ như máu. Lúc này, từ trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý cảnh giới hư vô đột nhiên tuôn ra, xuất hiện ở bên trái thân thể Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu lại có một ánh sáng đỏ lao ra khỏi trong cơ thể hắn, xuất hiện ở bên phải cơ thể hắn. Hai luồng ý kiếm không ngừng trấn áp lẫn nhau. Tuy nhiên lúc này, kiếm ý cảnh giới hư vô hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Sát ý cảnh giới hư vô. Nhìn thấy luồng ánh sáng đỏ này, đám người Kiếm Vô Trần quá khiếp sợ. Hồ trưởng lão thất thanh, nói. Sao tiểu tử này có thể có sát ý cảnh giới hư vô được? Cho dù Táng Thiên có thể nâng cao sát ý của hắn, nhưng cũng không thể trực tiếp tăng sát ý của hắn lên tới cảnh giới hư vô được. Hắn vốn có sát ý cảnh giới hư vô nửa bước. Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi, hai nắm tay siết chặt, nói. Ta khó có thể tưởng tượng được, hắn nắm giữ cảnh giới hư vô sát ý lại bị Táng Thiên nô dịch sẽ điên cuồng tới mức nào. Người này có tính cách kiên nghị, bản thân lại có kiếm tâm thông minh, gần như không tì vết. Có lẽ hắn có thể ngăn chặn Táng Thiên. Một thánh giả trầm giọng nói. Hắn vừa nói dứt lời, tóc của Dương Diệp đã lập tức biến thành màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, kiếm ý cảnh giới hư vô của Dương Diệp bị sát ý cảnh giới hư vô trấn áp, trực tiếp trở về trong cơ thể. Kiếm ý cảnh giới hư vô biến mất, giữa chân mày Dương Diệp lập tức hiện ra một thanh kiếm nhỏ không chuôi màu đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Kiếm Vô Trần co mạnh, lúc này quát lớn. Ra tay, chân áp hắn. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra, hai đường huyết quang lập tức bắn ra, đánh về phía một thánh giả trước mặt hắn. Lão già thánh giả kia thoáng kiến sắc, bấm tay bắn ra. Một luồng kiếm khí bắn ra và va chạm với hai đường huyết quang. Một tiếng nổ vang lên, kiếm khí của lão già kia tự nhiên trực tiếp tiêu tan, hai đường huyết quang Dương Diệp lập tức đánh vào trên thân của lão già kia. Suy suy. Trên người lão già lập tức xuất hiện hai lỗ máu, liên tục lùi lại hai bước. Mà lúc này, sáu người Kiếm Vô Trần đột nhiên ra tay. Sáu đường kiếm quang từ các phương hướng khác nhau khóa chặt Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, dữ tợn, tay phải nắm về phía trước. Một thanh huyết kiếm không chuôi xuất hiện ở trong tay hắn, kiếm mới ra, tay của Dương Diệp đã bị rạch đứt. Tiếp theo. Một dòng máu tươi tự trong huyết quản trên cánh tay Dương Diệp vọt về phía huyết kiếm khiến nó càng lúc càng ngưng thực, càng lúc càng kỳ lạ. Trong phút chốc, Dương Diệp nắm huyết kiếm vung lên trước mặt. Một mảnh kiếm khí đỏ như máu bắn ra khỏi thanh kiếm.
kiếm khí của 6 người Kiếm Vô Trần lập tức bị đánh tan ra. Tốc độ của kiếm khí đỏ như máu không giảm, chém về phía đám người Kiếm Vô Trần. 6 người Kiếm Vô Trần thoáng biến sắc, rõ ràng bọn họ không ngờ Dương Diệp có thể dễ dàng đánh nát kiếm khí của bọn họ như vậy. Kiếm Vô Trần nheo mắt lại và bước về phía trước một bước. Hắn vung tay phải lên, một đường kiếm quang phóng ra, va chạm cùng đường huyết khí kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, hai bên nổ tung ra. Kiếm Vô Trần bị chấn động liên tục lùi lại hai bước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Hồ trưởng lão đều biến đổi. Hồ trưởng lão trầm giọng nói. Không nên nương tay nữa. Lúc này hắn nắm giữ lực lượng táng thiên, hơn nữa hắn còn nắm giữ hai loại ý cảnh cảnh giới hư vô, căn bản không kém hơn thánh giả bình thường. Chúng ta không thể ở nương tay, nếu không. Hắn nói đến đây, Kiếm Vô Trần đột nhiên kêu lên thất thanh. Cẩn thận! Kiếm Vô Trần vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đường huyết khí và biến mất, lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Hồ trưởng lão. Cơ thể Hồ trưởng lão cứng đờ, ở trước ngực của hắn là một kiếm. Cơ thể Hồ trưởng lão cứng đờ, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Thần giai kiếm kỹ, hai tầng ý cảnh, táng thiên. Nói xong, Hồ trưởng lão ngã ra phía sau. Cũng may có một thánh giả bên cạnh hắn đã vội vàng đỡ lấy, sau đó lấy ra một miếng tử tinh thạch ném vào trong miệng hắn, lúc này mới làm cho vết thương của Hồ trưởng lão được giảm bớt. Tiểu tử ngươi điên à! Nhìn thấy Dương Diệp thiếu chút nữa giết Hồ trưởng lão, Kiếm Vô Trần gầm lên giận dữ, tay phải chém về phía Dương Diệp. Một đường kiếm khí bắn ra rất nhanh, Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng qua đã bị đánh trúng. Ầm! Dương Diệp trực tiếp bay ra mấy nghìn trượng, nhưng hắn hoàn toàn không có việc gì, bởi vì lúc Kiếm Vô Trần ra tay, kiếm giáp đã che phủ cơ thể hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng đám người Kiếm Vô Trần đều khẽ giật. Tiểu tử kia muốn làm gì? Lúc này, một thánh giả đột nhiên nói. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy lúc này Dương Diệp đột nhiên nắm lấy thanh huyết kiếm áp sát mi tâm của mình, hai mắt nhắm lại. Một sát ý cùng lệ khí ngập trời tràn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, không gian xung quanh hắn trực tiếp rạn nứt. Từng vết rạn nứt to bằng cánh tay nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã che phủ trong phạm vi mấy ngàn trượng. Mọi người nheo mắt, tất cả đều lo lắng, bởi vì vừa rồi Hồ trưởng lão thiếu chút nữa đã bị một kiếm này giết chết trong nháy mắt. Kiếm Vô Trần nheo mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, nói. Tiểu tử, ngươi không tỉnh táo, ta cũng chỉ có thể đánh cho ngươi tàn phế. Nhưng khí thế của Dương Diệp càng lúc càng mạnh, trừ thánh giả, sát ý ngập trời này làm cho tất cả mọi người trong kiếm trai phong đều bị ảnh hưởng, mỗi người nhanh chóng trở thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Cũng vì vậy, đám người Kiếm Vô Trần phải chơi thật. Ầm, một cột máu lại phóng ra khỏi cơ thể Dương Diệp, đâm thẳng lên trời cao. Sắc mặt đám người Kiếm Vô Trần dần dần trở nên thâm trầm. Mà vào lúc này, trong cơ thể Dương Diệp có kiếm ý cảnh giới hư vô lao ra. Đôi mắt hắn vốn đỏ như máu cũng tỉnh táo lại một ít, tuy nhiên đang giãy giụa. Gào! Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó xoay người, trực tiếp biến mất. Từng khe nứt không gian thật dài xuất hiện ở cuối chân trời. Đuổi theo sao? Một thánh giả hỏi. Kiếm Vô Trần do dự, sau đó lắc đầu, nói. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Hắn chắc hẳn còn chưa hoàn toàn bị ma hóa. Ý chí của hắn vượt xa người bình thường. Có lẽ hắn có thể chống lại sự ảnh hưởng của táng thiên. Ôi, tất cả phải dựa vào chính hắn thôi. Chấm. Cách đó mấy vạn dặm, một ánh sáng đỏ rơi vào một dãy núi. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Trong phạm vi hơn dặm lập tức hóa thành bột mịn. Nơi Dương Diệp rơi xuống, mặt đất trực tiếp lún xuống gần nghìn trượng, một vực sâu xuất hiện ở đó. Bên trong vực sâu, Dương Diệp quỳ một chân phải trên mặt đất. Ở trong tay phải của hắn là thanh huyết kiếm đang hút máu của hắn. Ở trước mặt Dương Diệp là Tử Điêu cùng Tiểu Bạch, vẻ mặt Tử Điêu kinh hãi cùng hoảng loạn, còn Tiểu Bạch lại trốn sau lưng Tử Điêu hoảng sợ nhìn Dương Diệp, cơ thể run lẩy bẩy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, sau đó huyết kiếm trong tay chợt bổ về phía Tử Điêu cùng Tiểu Bạch. Trái tim giết chóc, một. Nhìn thấy huyết kiếm của Dương Diệp bổ tới, hai mắt Tử Điêu trợn tròn, không ngờ quên cả chạy trốn. Nàng không ngờ Dương Diệp sẽ ra tay với nàng. Dương Diệp làm sao có thể ra tay với nàng được. Trong lòng nàng, chắc hẳn bất kể lúc nào, Dương Diệp cũng sẽ không ra tay với mình. Bởi vậy, nàng hoàn toàn không đề phòng Dương Diệp,
hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhưng, lúc này Dương Diệp lại ra tay với nàng. Nhìn thấy Dương Diệp bổ một kiếm tới, Tiểu Bạch sau lưng Tử Điêu trực tiếp bị dọa cho ngất đi. Vào lúc huyết kiếm sắp bổ tới trên đầu Tử Điêu, đột nhiên thanh kiếm ngừng lại. Tay của Dương Diệp đang run rẩy, mặt hắn đang vặn vẹo, giãy giụa. Đau lòng. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trong hai mắt Tử Điêu chậm rãi chảy ra hai hàng chất lỏng trong suốt, trong lòng nàng rất đau. Không phải đau lòng cho mình, mà là đau lòng cho Dương Diệp, bởi vì nàng biết, lúc này Dương Diệp chắc chắn rất đau khổ. A! À, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, tường đất xung quanh bên trong vực sâu trực tiếp bị đập nát. Vèo vèo! Hai thanh kiếm Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành hai đường kiếm quang lần lượt cắm vào hai tay của Dương Diệp, ghim chặt hắn trên mặt đất. Vẫn chưa xong. Lại có bốn thanh kiếm bay từ trong cơ thể Dương Diệp ra, sau đó ghim chặt hai chân của hắn. Trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị sáu thanh kiếm cắm chặt trên mặt đất. Tử Điêu chợt kinh ngạc, muốn ra tay, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói chuyện. Đừng, đừng nhúc nhích. Nghe vậy, Tử Điêu vui mừng, vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp. Nhưng nàng lập tức bị huyết quang trên người của Dương Diệp đập văng ra. Tạm thời, đừng có tới gần ta. Dương Diệp nói mỗi chữ, trên mặt còn vặn vẹo đau khổ. Cơ thể hắn không ngừng run lên, từng huyết quang không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn. Chỉ trong thời gian không đến mấy lần hít thở, tất cả vực sâu đã nhuộm thành màu đỏ tươi. Tử Điêu không dám tới gần Dương Diệp, nàng đứng ở phía xa nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy nước mắt. Dương Diệp đột nhiên nhếch miệng cười với nàng, nói. Đừng, đừng lo lắng, ta không thua, không thua nó. Cuối cùng, nó cũng dám khống chế ta giết ngươi, ta phải giết chết nó. Nói xong, Dương Diệp gầm lên giận dữ. Kiếm ý cảnh giới hư vô trong cơ thể cuốn ra ngoài. Cùng lúc đó, một ánh sáng đỏ cũng cuốn ra, hai luồng ý cảnh áp chế lẫn nhau. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Dương Diệp. Vì sao ngươi phải chống lại ta? Thuận theo ta cho ngươi lực lượng vô cùng vô tận. Chỉ cần chúng ta nắm tay, thế giới này còn ai có thể làm gì được chúng ta nữa? Thánh giả sao? Đó chính là con kiến hôi thôi. Trên thánh giả sao? Đó chẳng qua chỉ lớn hơn con kiến hôi một chút. Đến đây đi, thuận theo ta, chúng ta nắm tay tàn sát hết thế giới dơ bẩn này. Tàn sát bà ngoại ngươi. Dương Diệp gầm lên giận dữ, nói. Khốn kiếp, ngươi dám khống chế ta giết Tử Nhi, ngươi chờ đấu, ngươi xem ta có giết chết không ngươi. Không thể nghi ngờ, hành động của Táng Thiên trước đó đã thật sự động vào vảy ngược của hắn. Ngươi không đấu lại ta. Âm thanh này nói. Bởi vì trái tim của ngươi đã là trái tim giết chóc. Trái tim giết chóc sao? Dương Diệp nhíu mày, tâm tư chìm vào trong cơ thể. Khi thấy trái tim mình, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Bởi vì không ngờ lúc này trái tim của hắn đã biến thành màu đỏ kỳ lạ, trong đó tự nhiên tản ra từng tia sát ý. Bây giờ nếu như không có sát ý tẩm bổ, trái tim của ngươi sẽ ngừng đập. Cho nên, ngươi nhất định phải giết người. Âm thanh này nói. Ngươi đã nắm giữ trái tim giết chóc, uy lực của cảnh giới hư vô sát ý sẽ nâng cao ít nhất gấp đôi. Bất kể là sát ý cảnh giới hư vô, còn là trái tim giết chóc đều là do ta cho ngươi, không có ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Ngươi lợi hại như vậy, vì sao còn muốn đi theo ta? Dương Diệp cười lạnh, nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc chắn cần có vật môi giới, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của mình. Phải nói rằng ngươi muốn trưởng thành, ngươi cần phải mượn người để trưởng thành chính mình. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một thanh kiếm. Tự tìm cái chết. Trong đầu Dương Diệp vang lên một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, một huyết quang cuốn ra khỏi cơ thể Dương Diệp ép về phía kiếm ý cảnh giới hư vô trên người hắn. Ở dưới huyết quang này áp chế, kiếm ý cảnh giới hư vô bắt đầu lùi dần về trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, đôi mắt của Dương Diệp vốn đã có chút tỉnh táo lại bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ. Tìm tổ tông ngươi. Dương Diệp gầm lên giận dữ và thi triển ra kiếm vực. Ở dưới kiếm vực áp chế, sát ý cảnh giới hư vô đầy kiêu ngạo kia lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng chẳng bao lâu, những sát ý cảnh giới hư vô bắt đầu đối đầu với kiếm vực. Rất nhiều huyết quang không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, hết lần này tới lần khác trùng kích kiếm vực của hắn. Ở dưới sát ý cảnh giới hư vô trùng kích điên cuồng, kiếm vực của Dương Diệp không ngờ có dấu hiệu lung lay, dường như sắp bị phá vỡ.
Kiếm vực, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được nó. Âm thanh này lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi vốn là người giết chóc, chúng ta là một đôi trời sinh, chỉ cần ngươi thuận theo ta, chúng ta cùng nắm tay, thế giới này ai có thể làm gì được ngươi. Đừng phản kháng, đừng do dự nữa, thuận theo ta sẽ cho ngươi lực lượng vô hạn. Táng Thiên này thật mạnh. Nhìn thấy kiếm vực của mình cũng không đè ép được kiếm ý giết chóc này, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Hắn biết, lần này hắn thật sự xong rồi. Táng Thiên chuẩn đế giai này mạnh mẽ, đừng nói là hắn, chỉ sợ là thánh giả cũng không thể đối đầu được. Không trách từ sau tổ sư của cổ kiếm trai, không có người nào dám cầm nó. Không phải là không muốn, mà là không dám. Làm thế nào đây? Cảm giác lệ khí cùng sát ý không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của hắn, vẻ mặt Dương Diệp có chút lo lắng. Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn thiếu chút nữa quên mất một thứ quan trọng nhất. Vòng xoáy nhỏ. Táng Thiên có lợi hại bằng vòng xoáy nhỏ không? Theo Dương Diệp, đừng nói Táng Thiên chỉ là chuẩn đế giai, cho dù nó là đế cấp thật sự cũng không thể lợi hại bằng vòng xoáy nhỏ. Ngay cả mắt của thiên đạo cũng phải kiêng kỵ nó, thì một thanh kiếm có thể làm được gì? Nghĩ đến đây, Dương Diệp cân nhắc một lát, sau đó nói. Muốn ta thuận theo ngươi cũng được, ngươi giúp ta một việc, ngươi làm được, ta sẽ thuận theo ngươi, tiếp nhận lực lượng của ngươi. Nếu không, cho dù ta có ngọc đá đều nát, cũng sẽ không thuận theo ngươi. Im lặng rất lâu, giọng nói Táng Thiên lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Giúp chuyện gì? Dương Diệp nói. Nhìn thấy vòng xoáy nhỏ trong cơ thể ta không? Thứ này ký sinh ở trong cơ thể ta, thỉnh thoảng hút huyền khí của ta, làm cho tu vi của ta không có cách nào tăng lên nhanh được. Nhưng bởi vì thực lực của ta quá yếu, không có cách nào đẩy nó ra. Chỉ cần ngươi giúp ta đẩy nó ra, hoặc hủy diệt nó, ta sẽ liên thủ với ngươi, thế nào? Vòng xoáy nhỏ. Trong giọng nói của Táng Thiên có phần nghi ngờ, trầm ngâm rất lâu mới nói. Trái tim chết chóc, hai. Ta giúp người loại bỏ nó, người thật sự bằng lòng thuận theo ta sao? Tất nhiên. Dương Diệp nói rất chắc chắn. Im lặng rất lâu, Tăng Thiên nói. Được, ta sẽ giúp người loại bỏ nó. Bản thể của ngươi đâu? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cho dù huyết kiếm trong tay hắn mạnh mẽ, hoàn toàn không yếu hơn thần giai, nhưng trực giác nói cho hắn biết đó không phải là bản thể của Táng Thiên. Ta không có bản thể. Chôn thiên đạo. Chỉ cần có máu thì ta tồn tại. Trái tim giết chóc không chết, hoặc không bị tinh lọc, ta sẽ sống mãi bất diệt. Cho nên, bây giờ xem như ngươi và ta là một khối. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, người này đã trói buộc hắn. Bây giờ ta sẽ thay ngươi giải quyết vòng xoáy nhỏ này. Táng Thiên vừa dứt lời, một huyết quang cuốn ra ngoài trái tim của Dương Diệp, sau đó lao vọt về phía vòng xoáy nhỏ này. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, huyết quang vọt vào bên trong vòng xoáy nhỏ. Một hơi thở qua đi, hai hơi thở qua đi, ba hơi thở qua đi. Đột nhiên, vòng xoáy nhỏ xoay tròn, tiếp theo có một lực lượng vô hình rung lên và lập tức lao vào trong trái tim của Dương Diệp. Một tiếng kêu thê lương đến cực điểm vang vọng ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp cũng bị ảnh hưởng, đầu nặng nề, thiếu chút nữa đã trực tiếp hôn mê. Đó là vật gì, đó là vật gì? Giọng điệu hoảng sợ của Táng Thiên không ngừng vang vọng ở trong đầu Dương Diệp. Âm thanh này không chỉ khủng hoảng, còn đang run rẩy, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Dần dần, tiếng kêu thảm thiết của Táng Thiên dần dần yếu đi, đến cuối cùng nhỏ như tiếng mũi kêu. Lúc này, trong đầu Dương Diệp tối tăm, nặng giống như đổ chỉ vậy. Hắn rất muốn ngủ say, nhưng hắn không dám để cho mình ngủ, bởi vì hắn sợ sau khi mình ngủ, sẽ bị Táng Thiên này khống chế, trở thành một con rối chỉ biết tới giết chóc. Cố nén đau đớn trong lòng cùng nặng nề trong đầu, Dương Diệp phát động kiếm ý cảnh giới hư vô bắt đầu áp chế sát ý trong cơ thể hắn. Lúc này Táng Thiên bị thương nặng, chính là cơ hội tốt nhất của hắn. Vân Hải Thành. Ngoài thành, vô số yêu thú, mãng tộc, thiên lang tộc, kim cương viên tộc. Ba thú tộc lần lượt ngăn cản ở cửa chính, cửa bắc, cửa nam của Vân Hải Thành. Mỗi một yêu thú đều nhìn về phía Vân Hải Thành, mắt lộ ra sự hung ác. Trên không trung ngoài cửa chính, Lão Mạc cùng Lão Vân của Vân Tiêu Thánh Điện đang đứng ngạo nghễ. Ở bên cạnh hai người là Thiên Lang Vương và năm tên thánh giả của Thiên Lang Phong.
mà ở phía sau mấy thánh giả này là 1000 cường giả bán thánh cao cấp mặc giáp màu vàng, cầm trường cung trong tay. Phía sau 1000 cường giả này còn có 5000 cường giả cầm ngân thương, trên người mặc ngân giáp, toàn bộ đều là bán thánh cao cấp. Bên trong thành, Thương Vân Tịch và 5 thánh giả của Thư viện Vân Hải cùng Chu Nguyên đứng ở trên tường thành cửa chính, ở bên cạnh bọn họ là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh, còn có Yên Nữ ôm hồ ly màu tím. Thư viện Vân Hải, các ngươi đã đến giờ phải chết rồi. Giọng nói Thiên Lang Vương vang lên ở trên không trung của Vân Hải thành. Ngao! Rất nhiều yêu thú đồng thời gào thét, sau đó điên cuồng lao về phía Vân Hải thành. Lúc này, hai bên đã không cần gì để nói nữa. Bắt sống Ngọc Vô Song, còn lại thì giết không tha. Ánh mắt Lão Vân nhìn về phía Ngọc Vô Song trên tường thành. Ta ngăn cản hai người này, số còn lại giao cho các ngươi. Hôm nay, huyết chiến tới cùng. Thương Vân Tịch vừa dứt lời, cơ thể thoáng đã lao về phía Lão Mạc cùng Lão Vân. Tự tìm cái chết. Hai người hừ lạnh một tiếng và đồng thời ra tay chiến đấu với Thương Vân Tịch một lúc rồi trốn vào không trung. Hôm nay, ta thật ra muốn xem thử ai có thể cứu được Thư viện Vân Hải ngươi. Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng rồi muốn ra tay. Đúng lúc này, sắc mặt hắn thoáng biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy cuối chân trời xuất hiện một điểm đen kia càng lúc càng lớn, không đến một giây, một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện ở trên không trung của Vân Hải thành. Rồng, rồng trong truyền thuyết. Một con rồng lớn toàn thân đều màu đen xuất hiện ở trên không trung của Vân Hải thành. Thánh giai. Gào. Con rồng lớn đột nhiên gầm lên giận dữ với phía dưới, một long uy chút xuống. Trong phút chốc, những yêu thú đang công thành đều nằm sấp trên mặt đất. Sắc mặt đám người Thiên Lang Vương biến đổi kịch liệt, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng cùng kiêng kỵ. Mọi người bên Vân Hải thành thì vui mừng, cho dù bọn họ cũng có chút sửng sốt. Không rõ tại sao lại xuất hiện rồng lớn, nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì con rồng lớn này đang ra tay với những con yêu thú. Con rồng lớn màu đen chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở giữa không trung ngoài Vân Hải thành. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện ở trên lưng rồng còn một nam tử đang đứng. Là hắn. Nhìn thấy người nam tử này, Yên Nữ trên tường thành nhíu mày, khẽ nói. Ngươi nhận ra hắn sao? Hắn là ai vậy? Ngọc Vô Song nghe được Yên Nữ nói, lập tức hỏi. Yên Nữ liếc nhìn Ngọc Vô Song do dự một lúc, sau đó nói. Lục gia, Lục gia. Ngọc Vô Song nhíu mày, còn muốn hỏi thêm gì đó. Nhưng lúc này, nam tử đứng ở trên lưng con rồng kia đột nhiên nói. Dương Diệp đi ra, đi với ta một chuyến. Giọng nói không cho phép người khác được phản kháng. Chấm. Dương Diệp ở đâu? Một. Nam tử mặc quần áo hoa lệ bằng gấm, đai ngọc làm thắt lưng, mày kiếm, con mắt sáng như ánh tinh, dáng người cao ráo, vẻ mặt cao quý giống như một mặt trời treo trên trời cao. Cao quý. Đây là cảm giác của tất cả mọi người về nam tử này, nam tử đứng. Trên lưng con rồng đen thánh giai nhìn xuống mọi người, thần sắc kia giống như một vị thần đang nhìn xuống người phàm vậy. Bởi vì nam tử trang phục bằng gấm cùng con rồng đen. Bất kể là người của Vân Hải Thành hay là đại quân yêu thú lúc này đều ngừng chiến đấu. Ở dưới tình huống không xác định được nam tử mặc trang phục bằng gấm cùng con rồng đen là địch là bạn, bất kể là bên phía Vân Hải Thành hay đại quân yêu thú đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp ở đâu? Thấy trong Vân Hải Thành không có người nào trả lời, nam tử mặc trang phục bằng gấm nhíu mày, lại hỏi một lần nữa. Nghe được nam tử mặc trang phục bằng gấm nói, Trác giáo viên do dự một lúc. Sau đó hỏi. Xin hỏi các hạ tìm Dương Diệp có chuyện gì? Cho dù tên nam tử mặc trang phục bằng gấm này chỉ là một bán thánh cao cấp, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Đối phương dám dẫm lên trên lưng long tộc cao ngạo có tiếng của linh giới, điểm ấy cũng đủ để nói rõ rất nhiều điều. Ngươi không cần biết. Nam tử mặc trang phục bằng gấm lạnh lùng nhìn Trác giáo viên, hoàn toàn không có vẻ tôn kính vì Trác giáo viên là thánh giả. Thời gian của ta có hạn. Không muốn lãng phí ở đây. Bảo hắn đi ra, bây giờ, ngay lập tức. Giọng nói lạnh lùng, không có phép người khác làm trái ý. Nghe vậy, gương mặt Trác giáo viên tái lại. Hắn làm thánh giả, đã bao giờ bị người khác đối xử như vậy chứ? Nếu là bình thường, cho dù dưới chân đối phương là một con rồng, hắn cũng sẽ trực tiếp ra tay. Tôn nghiêm của thánh giả, không cho phép kẻ khác bất kính. Nhưng lúc này,
Ở thời điểm mấu chốt của Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch, hắn đành phải nhịn. Trác giáo viên cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Lúc này Dương Diệp không ở trong Vân Hải Thành, nếu ngươi muốn tìm hắn, mời đến nơi khác đi. Gào! Đột nhiên, con rồng đen nhìn Trác giáo viên và gầm lên giận dữ, một hơi thở rồng bắn ra khỏi miệng nó và lao về phía Trác giáo viên. Nhìn thấy rồng đen đột nhiên ra tay, Trác giáo viên thoáng biến sắc, tay phải chợt đánh ra một trường này ấn chứa năng lượng rất lớn nhanh chóng hiện ra, va chạm vào hơi thở rồng kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, trường ấn năng lượng của Trác giáo viên lập tức tán loạn, tốc độ của hơi thở rồng không giảm, lập tức đánh vào trên thân của Trác giáo viên. Phụt! Trác giáo viên phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau gần nghìn trượng mới dừng lại được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trong Vân Hải Thành đều hoảng hốt. Mà đám người Thiên Lang Vương lại mừng rỡ, bởi vì điều này đã đủ để chứng minh con rồng đen cùng nam tử mặc trang phục bằng gấm không phải là bằng hữu của Vân Hải Thành, mà là kẻ địch. Ba thánh giả còn lại của Vân Hải Thành chợt lao lên trên không trung, vây quanh nam tử mặc trang phục bằng gấm cùng con rồng đen, nhưng vẫn chưa ra tay. Một thánh giả trong đó trầm giọng nói. Các hạ cuối cùng là ai? Vì sao tới nhằm vào thư viện Vân Hải ta? Nam tử mặc trang phục bằng gấm liếc nhìn thánh giả này, nói. Nhằm vào thư viện Vân Hải của ngươi sao? Ngươi quá coi trọng thư viện Vân Hải rồi. Ta không muốn lãng phí thời gian ở này, cũng không muốn đi tìm kiếm Dương Diệp khắp nơi. Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức bảo Dương Diệp đi ra gặp ta. Trong vòng một hơi thở không đến, ta giết 100 người. 10 hơi thở không đến, ta giết 1000 người. Cho đến khi giết sạch ngươi trong thành mới thôi. Nghe vậy, mấy thánh giả của thư viện Vân Hải biến sắc. Mà lúc này, giọng nói Thiên Lang Vương vang lên ở trong không trung. Các hạ, Thiên Lang Sơn Mạch chúng ta bằng lòng thay ngươi ngăn cản mấy tên thánh giả này. Nam tử mặc trang phục bằng gấm liếc nhìn Thiên Lang Vương, nói. Có thể. Nghe được nam tử mặc trang phục bằng gấm nói vậy, Thiên Lang Vương vui mừng, sau đó nhìn về phía mấy thánh giả của thư viện Vân Hải, nói. Cản bọn họ lại. Nghe thấy Thiên Lang Vương nói vậy, 4 gã thánh giả phía sau hắn xông về phía 4 gã thánh giả của thư viện Vân Hải. Rất nhanh, 8 người đã bước vào không trung. Thiên Lang Vương nhìn về phía Chu Nguyên thánh giả cuối cùng của Vân Hải Thành, nói. Chúng ta có nên bước vào không trung hay không? Chu Nguyên vẻ mặt thâm trầm, không nói gì. Thiên Lang Vương cười lạnh, khóe miệng cong lên lộ vẻ châm chọc. Giết! Nam tử mặc trang phục bằng gấm nhìn về phía Vân Hải Thành. Hắn vừa dứt lời, con rồng đen giơ long chảo chộp về phía dưới. Trong Vân Hải Thành, hơn 100 người trực tiếp hóa thành một vũng máu. Trong Vân Hải Thành, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chu Nguyên cũng nheo mắt, hắn không nghĩ tới đối phương làm thật. Chu Nguyên liếc nhìn nam tử mặc trang phục bằng gấm, lại nhìn con rồng đen, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp tục. Giọng nói của nam tử kia lại vang lên. Rồng đen giơ long chảo và vỗ một cái. Ầm. Trong thành, cơ thể mấy trăm người trực tiếp vỡ ra. Vô số người quá khiếp sợ, hoảng hốt, điên cuồng trốn tránh khắp nơi. Trong phút chốc, tất cả Vân Hải Thành đã trở nên hỗn loạn. Chúng ta ra tay chứ? Phía xa, một lão già bên cạnh Thiên Long Vương trầm giọng hỏi. Thiên Long Vương liếc nhìn nam tử mặc trang phục bằng gấm cùng con rồng đen này và cân nhắc một lát, sau đó lắc đầu, nói. Người này tính tình cao ngạo, nếu chúng ta ra tay, hắn chắc chắn sẽ không thích. Với tình hình bây giờ, chúng ta không cần thiết phải trêu chọc hắn, hơn nữa ta cũng muốn chở Dương Diệp đi ra. Lúc nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Thiên Long Vương lập tức trầm xuống, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp hại chết không biết bao nhiêu lang yêu của Thiên Lang tộc, còn giết chết cả con và nữ nhân của hắn, lại trộm bảo bối của hắn. Hắn thật sự hận Dương Diệp thấu xương. Hơn nữa, hắn còn lấy linh hồn cùng tâm ma mình ra thề, nếu như không giết Dương Diệp, cả đời này hắn đều dừng lại ở thánh giả. Trong Vân Hải Thành vang lên những tiếng kêu rên. Trên tường thành ở cửa chính, vẻ mặt Ngọc Vô Song trắng bệch. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Lần đầu tiên nàng cảm giác mình nhỏ bé tới mức nào. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ trí mưu nào cũng vô dụng, giống như lúc này, cho dù là người thông minh như nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người trong Vân Hải Thành bị tàn sát. Hắn sẽ trở về sao? Lúc này, yên nữ bên cạnh Ngọc Vô Song đột nhiên hỏi.
Ngọc Vô Song hơi ngẩn người ra, sau đó khẽ gật đầu và nói. Ta không hy vọng hắn trở về, nhưng hắn nhất định sẽ trở về. Như vậy cũng tốt. Yên nữ khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu chậm rãi vuốt ve con hồ ly trong lòng, đi trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Nghe thấy Yên nữ nói vậy, Ngọc Vô Song đột nhiên nhìn về phía Yên nữ, nói. Ngươi hy vọng hắn trở về. Yên nữ khẽ gật đầu. Thấy thế, khóe mắt Ngọc Vô Song khẽ giật, nàng quan sát Yên nữ hồi lâu, trong mắt nàng có thêm một tia đề phòng. Lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, nữ tử trước mắt này từ đầu đến cuối hình như quá bình tĩnh. Chấm. Bên trong vực sâu, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, trên thân tản ra kiếm ý cảnh giới hư vô sắc bén. Lúc này, tóc cùng toàn thân hắn đã khôi phục lại bình thường. Nhưng thanh kiếm nhỏ màu đỏ giữa chân mày của hắn vẫn tồn tại. Thanh kiếm nhỏ in ở mi tâm của hắn, điều này làm cho Dương Diệp thoạt nhìn có chút khác thường. Ở bên cạnh Dương Diệp là Tử Điêu và Tiểu Bạch đã tỉnh lại. Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp khôi phục lại bình thường, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám tới gần Dương Diệp. Nàng rất sợ sẽ có biến cố gì xảy ra. Tiểu Bạch vẫn trốn sau lưng Tử Điêu, nhìn Dương Diệp có chút sợ hãi. Cho dù bề ngoài Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường, thoạt nhìn không có chuyện gì, thật ra không phải vậy. Lúc này, trái tim của Dương Diệp vẫn còn màu đỏ sậm, trong đó tản ra một sát ý khủng bố khiến tim hắn đập nhanh. Bởi vì Táng Thiên bị thương nặng, kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn mới chiếm thế thượng phong. Bởi vậy, hắn vẫn muốn sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô tinh lọc trái tim giết chóc của mình. Trái tim giết chóc mạnh mẽ sao? Dĩ nhiên là rất mạnh, có trái tim giết chóc, sát ý cảnh giới hư vô của hắn dễ dàng nghiền ép kiếm ý cảnh giới hư vô. Nhưng dù mạnh mẽ hắn cũng không cần. Vì sao? Bởi vì trái tim giết chóc này không phải do hắn luyện thành, đây là do Táng Thiên làm ra. Nếu như không tinh lọc trái tim giết chóc này, Táng Thiên lập tức có thể vùng dậy. Cho nên, hắn nhất định phải tinh lọc trái tim giết chóc này. Nhưng sau khi tinh lọc một hai canh giờ, hắn lại phát hiện sự tinh lọc của hắn không có chút hiệu quả nào, trái tim giết chóc hoàn toàn không có dấu hiệu bị tinh lọc. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới Táng Thiên lấy ra trái tim giết chóc này lại kinh khủng như vậy, ngay cả kiếm ý cảnh giới hư vô cũng không làm gì được. Dương Diệp vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô tinh lọc. Trái tim giết chóc ở trong cơ thể hắn chính là một nhân tố không ổn định, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám phát động sát ý, Táng Thiên có khả năng lập tức thức tỉnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách nào khống chế được Táng Thiên, nếu như đối phương thức tỉnh, hắn chắc chắn sẽ bị đối phương khống chế. Hắn muốn có lực lượng mạnh mẽ, nhưng hắn không muốn mình bị khống chế, trở thành một con rối không có tình cảm, chỉ biết giết chóc. Lại qua hai canh giờ, trái tim giết chóc vẫn còn đó. Dương Diệp hít sâu một hơi và chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Không quan tâm hắn cố gắng như thế nào, trái tim giết chóc này vẫn ngoan cường tồn tại. Sự thật chứng minh, lúc này kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn căn bản không làm gì được trái tim giết chóc. Nếu như không phải lúc này Táng Thiên bị Hồng Mông Tháp làm tổn thương nặng, đừng nói kiếm ý của hắn đi tinh lọc trái tim giết chóc, ngay cả sát ý cũng không đối đầu nổi. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể lợi dụng kiếm ý cảnh giới hư vô quấn quanh trái tim giết chóc của mình. Sở dĩ hắn làm như thế, là bởi vì hắn cảm thấy làm như thế sẽ bảo đảm hơn. Nói chung, lúc này hắn tuyệt đối không dám phát động sát ý của mình. Hiện tại phát động sát ý lại tương đương với kêu gọi Táng Thiên. Trước khi hắn có thực lực tuyệt đối, hắn không thể để cho nó đi ra được. Một khi gọi nó ra, nó thậm chí có thể ra tay với chính mình. Một luồng ánh sáng màu tím hiện lên, Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ôm gương mặt của hắn, trán không ngừng cọ cọ vào mũi hắn, nước mắt chảy xuống. Sau lưng Tử Điêu là Tiểu Bạch có chút khiếp sợ, nàng muốn tới gần Dương Diệp, nhưng dường như đang lo lắng gì đó, không dám tiến lên. Nhìn Tử Điêu, trong lòng Dương Diệp khiếp sợ, trước đó hắn đã suýt nữa giết chết Tử Điêu. Nếu quả thật làm như vậy, cả đời hắn sẽ sống ở trong sự đau khổ. Thật may, Tử Điêu đã kích thích cho hắn tỉnh táo. Dương Diệp hít sâu một hơi, khẽ xoa đầu của Tử Điêu, sau đó bế Tiểu Bạch đang khiếp sợ lên, nói. Được rồi, bây giờ đã không sao nữa. Yên tâm, sau này ta sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra nữa. Tử Điêu liền vội vàng gật đầu, trước đó Dương Diệp biến thành như vậy, thật sự quá đáng sợ,
nàng không muốn nhìn thấy Dương Diệp như vậy. Tiểu Bạch cũng liền vội vàng gật đầu, Dương Diệp biến thành màu đỏ làm nàng thật sự rất sợ hãi. Dương Diệp mỉm cười, đột nhiên hắn dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi, nói. Không tốt, Vân Hải Thành. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, trực tiếp mang theo Tử Điêu và Tiểu Bạch biến mất ở phía chân trời. Vân Hải Thành. Lúc này, trong thành đã chết mấy chục vạn huyền giả nhân loại, mấy con số này vẫn đang điên cuồng tăng lên. Nhưng Dương Diệp vẫn chưa xuất hiện. Không xuất hiện sao? Phía chân trời, nam tử mặc trang phục bằng gấm khẽ gật đầu, sau đó nói. Không cần phiền toái như vậy, trực tiếp giết sạch dân chúng trong thành đi. Giết sạch dân chúng trong thành. Những điều ngươi nói có liên quan gì đến ta? 1. Giết chết tất cả dân chúng trong thành. Nghe thấy nam tử mặc trang phục gấm nói vậy, mặt của những huyền giả Vân Hải Thành trắng bệch, mỗi người đều hoảng sợ nhìn phía nam tử mặc trang phục gấm cùng rồng đen trên bầu trời kia. Không ai cảm thấy những lời hắn đang nói là giả, cũng không có ai nghi ngờ hắn không có năng lực này. Khủng hoảng, vô cùng sợ hãi. Bất đắc dĩ vô cùng. Đối mặt với yêu thú, bọn họ còn có thể chiến đấu, huyết chiến tới cùng, nhưng ở trước mặt con rồng đen thánh giai này, mọi người chỉ có thể khủng hoảng cùng bất đắc dĩ. Khoan đã. Đúng lúc này, giọng nói của Chu Nguyên thánh giả duy nhất bên phía Vân Hải Thành vang lên ở trong không trung. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Chu Nguyên, ở trong mắt bọn họ chỉ còn có một chút hy vọng. Không gì khác, chỉ đơn giản Chu Nguyên là thánh giả, một thánh giả duy nhất của Vân Hải Thành lúc này. Thế nào, cuối cùng không nhịn được muốn ra tay à? Thiên Lang Vương nhìn Chu Nguyên, châm chọc nói. Nam tử mặc trang phục gấm cùng con rồng lớn màu đen cũng nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt nam tử kia bình tĩnh, đôi mắt của con rồng đen lại đầy lệ khí cùng hung tợn. Chu Nguyên liếc nhìn Thiên Lang Vương cùng nam tử mặc trang phục gấm, sau đó nói. Bắt đầu từ lúc này, Thanh Đạo Môn ta không nhúng tay vào chuyện của Thư viện Vân Hải nữa. Tất cả đệ tử của Thanh Đạo Môn nghe lệnh, đi theo ta. Xôn xao. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, tất cả người của Vân Hải Thành đều nhìn Chu Nguyên với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này, Chu Nguyên lại muốn dẫn theo cường giả Thanh Đạo Môn rời đi. Người của Thanh Đạo Môn rời đi, vậy cửa thành phía nam vốn được cường giả Thanh Đạo Môn trấn giữ phải làm thế nào? Chu Nguyên rời đi, Vân Hải Thành làm thế nào chống lại Thiên Lang Sơn Mạch được? Không có cách nào chống lại, chỉ có thể bị tàn sát. Đối mặt với thánh giả, mọi người hoàn toàn không sức đánh trả. Tiền bối Chu Nguyên, tiền bối làm vậy là có ý gì? Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Chu Nguyên khoát tay áo, nói. Thanh Đạo Môn ta đã hết lòng với Thư viện Vân Hải rồi. Chúng ta không cần thiết vì Thư viện Vân Hải, không đúng, là không cần thiết phải chôn cùng Dương Diệp. Dương Diệp đắc tội nam tử mặc trang phục gấm này, chính hắn lại co đầu rút cổ, muốn cho chúng ta làm kẻ chết thay cho hắn. Hừ, ta không quan tâm Thư viện Vân Hải ngươi nghĩ như thế nào, làm thế nào, dù sao Thanh Đạo Môn ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Dương Diệp đi tới Hùng tộc nhờ viện binh, hắn sẽ trở lại. Thương Thanh Ảnh nói. Trở về sao? Chu Nguyên cười lạnh, nói. Đi về Hùng tộc căn bản không cần lâu, nếu như Hùng tộc đồng ý ra tay trợ giúp, lấy thực lực của Hùng Vương, hắn đã sớm dẫn Dương Diệp tới đây. Hắn chưa tới. Điều này chứng minh Hùng tộc đã từ chối không giúp Thư viện Vân Hải ngươi. Mà Dương Diệp kia, hừ, theo ta thấy hắn chính là con rùa đen rút đầu đi trốn rồi. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì đó, lúc này, Ngọc Vô Song lại khoát tay áo, nói. Không cần nói nữa, hắn muốn đi, cũng không phải vì Dương Diệp chẳng qua là một cái cớ của hắn, một lý do để hắn rời khỏi Vân Hải Thành mà thôi. Chu Nguyên khoát tay áo, nói. Thanh Đạo Môn ta đã hết lòng với Thư viện Vân Hải rồi. Chúng ta không cần thiết vì Thư viện Vân Hải, không đúng, là không cần thiết phải chôn cùng Dương Diệp. Dương Diệp đắc tội nam tử mặc trang phục gấm này, chính hắn lại co đầu rút cổ, muốn cho chúng ta làm kẻ chết thay cho hắn. Hừ, ta không quan tâm Thư viện Vân Hải ngươi nghĩ như thế nào, làm thế nào, dù sao Thanh Đạo Môn ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Dương Diệp đi tới Hùng tộc nhờ viện binh, hắn sẽ trở lại. Thương Thanh Ảnh nói. Trở về sao? Chu Nguyên cười lạnh, nói. Đi về Hùng tộc căn bản không cần lâu, nếu như Hùng tộc đồng ý ra tay trợ giúp, lấy thực lực của Hùng Vương,
hắn đã sớm dẫn Dương Diệp tới đây. Hắn chưa tới, điều này chứng minh Hùng tộc đã từ chối không giúp thư viện Vân Hải ngươi. Mà Dương Diệp kia, hừ, theo ta thấy hắn chính là con rùa đen rút đầu đi trốn rồi. Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì đó, lúc này, Ngọc Vô Song lại khoát tay áo, nói. Không cần nói nữa, hắn muốn đi, cũng không phải vì Dương Diệp chẳng qua là một cái cớ của hắn, một lý do để hắn rời khỏi Vân Hải Thành mà thôi. Chu Nguyên liếc nhìn Ngọc Vô Song, lạnh lùng nói. Nhà đầu, nếu ngươi đã nói ra, lão phu kia cũng cần phải giả vờ nữa. Thanh đạo môn ta hứa giúp đỡ thư viện Vân Hải, nhưng bây giờ thư viện Vân Hải không có hy vọng gì nữa. Thanh đạo môn ta không có khả năng vì các ngươi mà làm cho tinh anh của thanh đạo môn chôn vùi ở đây. Ngọc Vô Song nhìn Chu Nguyên, nói. Không cần nhiều lời, tiền bối tự tiện. Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người nhìn về phía các đệ tử thanh đạo môn trong Vân Hải Thành, nói. Tất cả mọi người, đi theo ta. Khoan đã. Lúc này, giọng nói Thiên Lang Vương đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chu Nguyên nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói. Thế nào? Thiên Lang Vương cười lạnh, nói. Cứ đi như thế, có phải quá lợi cho thanh đạo môn ngươi không? Nếu không thì sao? Chu Nguyên nói. Trên mặt Thiên Lang Vương hiện lên sự hung ác. Ngươi muốn đi cũng được, nhưng ngươi phải bảo Dương Diệp đi ra trước đã. Nếu không, hôm nay thanh đạo môn ngươi cũng đừng mong có người nào rời đi được. Ta không biết hắn ở đâu. Chu Nguyên trầm giọng nói. Nhưng ngươi nhất định có biện pháp làm cho hắn đi ra, không phải sao? Thiên Lang Vương nói. Nghe thấy Thiên Lang Vương nói vậy, nam tử mặc trang phục gấm cũng nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Làm cho hắn đi ra, nếu không tất cả đều ở lại chôn cùng với hắn. Nam tử mặc trang phục gấm vừa nói xong, ánh mắt của con rồng đen lập tức nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, lòng uy khủng khiếp chút xuống, bao phủ lên Chu Nguyên và đám người thanh đạo môn. Chu Nguyên nheo mắt, trầm ngâm rất lâu, sau đó nói. Ta quả thật không biết hắn ở đâu, tuy nhiên, nếu như các ngươi muốn buộc hắn đi ra, ngược lại có một biện pháp. Biện pháp gì? Nam tử mặc trang phục gấm hỏi. Chu Nguyên đang muốn nói, Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói. Chu trưởng lão nghĩ lại đi, Dương Diệp người này trừng mắt tất báo. Nếu như hắn biết thanh đạo môn ta ngầm hại hắn, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ trả thù thanh đạo môn ta. Bây giờ hắn có thể không có thực lực chấn động thanh đạo môn ta, nhưng sau này thì nhất định có thể. Hành động của tổ sư trước đây chính là để thanh đạo môn ta hòa giải với hắn, Chu trưởng lão tuyệt đối không thể làm cho uổng phí nỗi khổ tâm của tổ sư trước đây. Phù Cẩm Tiên là hiểu rõ về tính cách của Dương Diệp. Hắn tuyệt đối là dạng người, người dám hại ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nếu như là người bình thường, thanh đạo môn tất nhiên không khiếp sợ, nhưng Dương Diệp là người bình thường sao? Có thể người còn sống sót dưới diệt thế thần lôi sẽ là người bình thường sao? Có thể tưởng tượng được, lấy tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp, sau này nếu như Dương Diệp muốn trả thù thanh đạo môn, đó là sẽ một tai họa cho thanh đạo môn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.